rau và quả em hái đều ăn được. Nhưng nấm này là nấm độc, không ăn được đâu. Em thấy con ốc sên ăn, nhưng nó không bị sao hết. Thường nấm độc có màu rất đẹp. Có những loại nấm độc con vật ăn được, nhưng con người không ăn được đâu. À, anh giỏi quá à, chuyện gì cũng biết. Anh học được gì từ cha mẹ cũng sẽ dạy hết cho em. Nè, anh đang gùi cho em xong rồi. Mai mình vào rừng, anh sẽ dạy lại cho em. Anh dạy em cưỡi voi đi. Em tập mãi mà nó chưa chịu cho em cưỡi. Mày kiên nhẫn để dông tập nha. Dông còn nhỏ, chưa hiểu được ý mày, nên mày không thích hả? Ngồi xuống cho dông trèo lên lưng nha. Mày chỉ nghe là anh pha thôi, còn giỏi đáng ghét. Mày đừng dọa em ấy sợ. Em đừng nói voi như vậy. Em phải coi nó là bạn. Nói những lời dễ nghe và chân thành thì nó mới nghe. Xin lỗi mày nha. Mày là con voi đáng yêu nhất núi rừng này. Nhột quá à. Nói mày đáng ghét thì mày hất tao ngã. Khi mày đáng yêu thì mày lại làm tao nhột á. Voi đáng yêu ơi, chở tao đi một vòng quanh sân nào. Anh ba ơi, em điều khiển được voi rồi. Nó chịu chở em rồi nè. Thằng quỷ nhỏ đâu? Ngươi lại trốn đi ngủ rồi phải không? Chủ nhân gọi con có chuyện gì vậy? Hãy nhìn đám người kia đi. Ai cũng kỳ gò, khô héo, không vừa mắt chút nào. Mau đi kiếm một con trai trắng, trẻ đẹp, béo tốt về đây cho ta. Ôi, tại chủ nhân không cho tụi nó ăn uống, suốt ngày bắt tụi nó đi nhảy nhót hát hò nên nó vậy đó. Ha, người nhiều chuyện quá đi. Đi nhanh lên, không cần nói người. Leo lên cái đá bây giờ. Anh ta giỏi quá à. Khi nào em mới thổi sáo hay đến mức mê hoặc được cả muôn thú như anh? Tối về anh sẽ dạy cho em. Giờ em đưa voi ra tắm, nó thích được kỳ cọ lắm. Em tắm cho nó sẽ càng thích em. Mình đói đến mất qua mắt rồi đây nè. Có còn heo bé xíu cũng không mắc nổi nữa. Con nhìn thấy hắn là chạy về báo cho chủ nhân liền. Chủ nhân soi gương nhìn thử đi. Hắn trẻ đẹp, béo, tốt như người cận vậy đó. Gương thơm, mau hiện cho ta thấy nào. Thằng đen đúa xấu xí vậy. Không phải người đó. Người con nói đang ở trên cái cây thổi sáo kìa. Hắn thật là đẹp trai, da trắng mịn, tóc đen nhánh, lại còn thổi sáo hay nữa. Rất thích hợp làm chồng ta. Chắc dông đã tắm cho voi xong rồi, chuẩn bị về thôi.
Anh ta, em đứng được trên lưng voi rồi nè. Dũng, Dũng ơi, cứu anh chưa? Chuyện gì xảy ra với anh Pha vậy? Anh Pha ơi! Anh Pha! Anh Pha ơi! Anh Pha ơi! Anh đâu rồi? Cậu bé, sao lại ngồi khóc ở đây? Cháu đi tìm anh cháu. Lúc nãy trong rừng có một đám mây đen đến cuốn anh cháu đi rồi à. Đám mây đen sao? Vậy anh trai cậu bị quỷ dữ bắt rồi. Nó rất thích bắt những trai tráng khỏe đẹp về làm chồng rồi ăn thịt à. Quỷ dữ sao? Ông ơi, cháu phải làm gì để cứu anh cháu à? Không cứu được đâu. Quỷ mạnh lắm. Trước giờ chưa thấy trai làng nào bị bắt mà trở về hết. Cháu về báo cho cha mẹ biết đi. Cha mẹ cháu mất lâu rồi, còn mỗi anh trai giờ lại bị quỷ bắt đi. Cháu biết sống làm sao đây? Thật là tội nghiệp. Cháu về nhà đi. Ở trong rừng nhiều thú dữ lắm. Anh Pha bị quỷ bắt đi rồi. Chỉ còn tao với mày thôi. Đây là đâu? Ai đưa mình đến đây? Chào mừng ngươi đến nhà của ta. Ta xin giới thiệu, ta là sắc đẹp của ta làm hắn say mê đến ngất đi sao? Ê, nè, ngươi mau tỉnh dậy đi. Lại một tên xấu xí nữa. Ngươi là ai? Ta là quỷ nhỏ, tay sai trung thành của quỷ chúa. Ngươi đừng có sợ, ngươi đã được chủ nhân chọn làm chồng, ngươi sẽ không bị treo lên vách đá như mấy tên gầy gò ốm yếu kia đâu. Đúng là một chàng trai đẹp. Ngươi cũng được việc đó, quỷ nhỏ. Ngươi thổi sáo rất hay, hãy thổi sáo cho ta nghe tiếp đi. Đúng rồi, mình sẽ thổi sáo mê hoặc chúng rồi bỏ trốn khỏi động, tìm đường về nhà với chồng. Được, ta sẽ thổi sáo cho ngươi nghe. Nhưng cây sáo của ta đã bị rơi ở trong rừng rồi, hãy tìm sáo cho ta. Ngươi mau tìm cây sáo đó để chồng ta thổi cho ta nghe trong lúc ăn tối. Ôi, tưởng tượng đến cảnh đó là ta đã thấy thích rồi. Dạ, vậy để con vào rừng tìm, chắc sẽ dễ tìm thôi. Tối đen như mực mà cậu bắt mình đi tìm cây sáo nữa. Quỷ dữ mà cũng muốn thưởng thức âm nhạc. Nhớ rừng này có ma không ta? Ủa? Ủa? Mình là quỷ mà, ai thấy mình cũng phải sợ. Chứ mình có sợ gì đâu. Ma chỉ là bọn tầm thường với lũ quỷ của chúng ta mà thôi. À, đúng cái cây này rồi. Dạ, nhưng mà trời tối quá, làm sao tìm được đây ta? May quá, mình thấy cây sáo rồi. Anh Pha, anh về rồi phải không? Ai cũng nói bị quỷ bắt thì sẽ không về được. Anh Pha ơi,
em nhớ anh quá. Không có anh, ai sẽ dạy em săn bắt? Ai dạy em cách hái rau, hái quả không độc đây? Mình phải tìm cách cứu anh Pha. Chắc chắn có cách để diệt quỷ dữ. Giờ phải đi hướng nào mới đến núi quỷ đây? Anh ơi, đường nào đi đến núi quỷ ạ? Em đến núi quỷ đây làm gì? Diệt quỷ, cứu anh trai ạ. Em như vậy mà đòi diệt quỷ sao? Em thấy anh có khỏe mạnh cao lớn không? Em không sợ, anh cứ chỉ đường cho em đi. Có chuyện gì đừng trách anh không cản nghe. Làm sao để vượt qua đây? Đây là con đường duy nhất để đi đến núi quỷ. Voi ơi, đừng sợ. Xông lên, chúng ta phải vượt qua để cứu anh Pha. Ta ra suối, hút nước dập tắt ngọn lửa kia. Mình tự quyết tâm thì sẽ làm được, nhưng mình quá yếu. Làm sao để cứu anh Pha đây? Đi mãi mà không thấy được cái sáo nào. Đúng cái sáo đó rồi. Chắc nó là em trai của tên kia. Dông vẫn không nản lòng, đi khắp nơi tìm cách lên núi diệt quỷ, nhưng chẳng ai giúp được. Sao mày lại dừng? Mày đói rồi sao? Hay là mày muốn nghỉ? Có ai không? Cứu tôi với. Ông bị sao vậy ông? Ông cần cháu giúp gì không? Ta từ miệt xuôi lên đây thăm bà con, không may bị ngã, đi không được. Ông ơi, ông lên voi cùng cháu, cháu đưa ông đi. Nhưng mà già đói quá, già muốn ăn, muốn nghỉ ngơi. À, cháu còn một miếng thịt rừng khô, ông ăn tạm rồi uống nước cho đỡ đói. Để cháu dựng tạm chòi lá cho ông nghỉ ngơi. Ông già rồi, chân lại đau, ở ngoài sương lạnh không tốt đâu. Cậu còn nhỏ tuổi mà biết nghĩ cho người khác quá. Ông là ai vậy ạ? Ta là thần núi Chư Lây, cai quản khắp vùng rừng núi này. Hôm nay con đã rất tốt bụng, giúp ta được ăn no, ngủ ấm. Thần núi, xin ngài hãy giúp con cứu anh trai bị quỷ dữ bắt đi. Ta biết con rất dũng cảm, vì tình yêu thương với anh trai mà không ngại đường xa nguy hiểm tìm diệt quỷ. Nhưng con không thể đến được núi quỷ, ai cũng khuyên con quay về. Tài và sức của con chưa đủ để diệt quỷ đâu. Chính ta đã lệnh thần lửa hiện lên ngăn cản con lên núi quỷ. Thần núi, sao ngài không diệt quỷ cho dân làng được bình an? Ta là thần núi, nhưng sức mạnh cũng có giới hạn. Quỷ dữ có gương thần của thần mặt trời, ta đấu không lại. Con sẽ tìm mọi cách diệt quỷ.
xin ngài hãy giúp con. Con hãy trồng hạt giống này trên đỉnh núi bên cạnh núi quỷ. Mỗi ngày con tự mình lấy nước dưới chân núi lên tưới cây đủ 7 lần. Khi nào cây lớn, ta sẽ đến gặp con. Con cảm ơn ngài, con cảm ơn ngài, con sẽ cố gắng. Mình không mơ, chắc chắn không phải là mơ. Sao nó vẫn không bị mê hoặc bởi tiếng sáo của mình? Có lẽ đây không phải là cây sáo của mình nên không mê hoặc được nó. Vậy là mình hết đường trốn thoát. Ngươi thổi sáo tiếp đi, ai cho ngươi dừng lại? Ngươi đừng thấy ta cưng chiều ngươi mà lên mặt. Mày làm ta không vui rồi đó. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, em trai của nó đang được thần núi Chư Lai giúp đỡ đi cứu nó rồi kìa. Dòng đang đi cứu mình sao? Nguy hiểm lắm dòng ơi. Lại một tên trắng đẹp thổi sao hay nữa sao? Để ta lấy gương thần xem nào. Hắn đen thui. Lại là tên nhóc đen đúa gầy còm xấu xí đó. Nó đang hì hục leo lên đỉnh núi bên kia. Thần núi đánh nhau với ta bao trận đều ôm thương tích trở về. 10 lão già ấy giúp sức thì nó cũng không làm gì được ta đâu. Nhưng mà ngươi cũng nên đi theo nó chọc phá cho ta có trò tiêu khiển, xem nó làm được gì nào. Mày cố gắng nảy mầm rồi thạch cây cao thật cao, để tao còn đi cứu anh trai nha. Mình có nhìn mãi thì chắc hạt giống cũng chưa nảy mầm ngay đâu. Thôi, giờ mình đi nghỉ ngơi, để lát xuống núi gánh nước lên tưới. Lâu rồi mình không được nghe tiếng sáo của anh Pha, không biết bây giờ anh ấy sao rồi. Anh Pha còn chưa kịp dạy mình thổi sáo nữa, mà mình biết thổi chắc cũng chẳng mê hoặc được con người và muôn thú như anh ấy đâu. Ê, mày ra đào đất lấy hạt giống lên, rồi tao sẽ thưởng cho mày lũ chim non béo ngậy. Nhớ đừng có làm ồn đó nghe chưa. Hình như có một người có hình thù rất kỳ dị từ trong bụi cây xông ra định cướp hạt giống của mình. Chẳng lẽ là quỷ dữ? Nó sợ mình trồng được cây rồi sẽ tìm cách cứu anh Pha nên nó phá sao? Mình ngụy trang như vậy chắc không ai biết đâu. Thôi, phải đi lấy nước về tưới mới được. Mình phải cố lên, không được nản lòng. Anh Pha đang đợi mình đến cứu. May quá, chỗ mình gieo hạt vẫn còn nguyên. Chắc hạt giống sẽ không bị cướp nữa đâu. Nảy mầm rồi, hạt nảy mầm rồi, sắp thành cây rồi. Ta không thèm phá ngươi đó chứ. Để ta xem cái cây ngươi trồng sẽ làm được chuyện gì. Dông không quản mệt nhọc, nghe lời thần núi, ngày ngày gánh nước tưới cây đủ 7 lần.
Cái cây này thật không phụ công mình gánh nước từ sáng đến đêm. Cái cây ngày càng lớn, càng cần nhiều nước hơn. Để xem mới đủ sức gùi nước cả ngày không. Cây ngày càng cao lớn, dông càng phải gánh nước nhiều hơn để tưới cây. Mình phải gánh nước tưới cây đến khi nào đây? Mình mệt quá, đói bụng quá. Tội nghiệp thằng bé, vì anh trai mà chịu bao khổ cực. Đây là mật ong quý, nó sẽ giúp con đỡ mệt. Dông ơi, cứu anh với, cứu anh với. Mình nghe thấy tiếng của anh Pha kêu cứu, sao mình lại muốn quên ở đây ta? Mình phải tiếp tục gánh nước tưới cây để thần núi công giúp mình. Mình không được bỏ cuộc. Ngươi thật lì lợm, vì mê tiếng sáo của ngươi nên ta mới cho ngươi sống đến hôm nay. Ngươi mau thổi sáo cho ta nghe đi. Ta không có hứng. Cái tên quỷ nhỏ kia đâu rồi? Ta đang tức giận, phải tìm nó xả mới được. Quỷ thần ơi, hắn ta đẹp trai quá, lại còn khỏe mạnh, dũng mãnh nữa, rất hợp làm chồng ta. Quỷ nhỏ, quỷ nhỏ đâu rồi? Nè, chủ nhân, chủ nhân gọi con hả? Con đang tính báo cho chủ nhân biết, cái cây của em trai tên Thổi Sáo đã cao bằng đầu người rồi. Kệ hắn đi, ta không quan tâm, ta tìm được chồng mới rồi. Người nhốt tên kia lại, thỉnh thoảng hắn thổi sáo cho ta nghe cũng đỡ buồn. Ta đi bắt chồng mới đây. Quỷ nhỏ cũng dần quên dông, không đến quấy phá nữa. Dông vẫn kiên trì gùi nước tưới cây mỗi ngày như lời thần núi dặn. Qua ba mùa rẫy, dông trở thành một chàng trai cường tráng. Cây đã trở nên cao to, tay người ôm không xuể. Con giỏi lắm, thời gian thử thách của con đã hết rồi. Thần núi Chư Lây, xin ngài giúp con cứu anh trai. Ta không nhìn sai, ta biết thế nào con cũng vì thương anh mà vượt qua được gian khổ để trồng được cây lớn như lời ta dặn. Ta bắt con trồng cây trên đỉnh núi, rồi gánh nước từ chân núi tưới cây ngày 7 lần. Ta nghĩ con sẽ bỏ cuộc vì cực khổ và chấp nhận việc không thể diệt được quỷ. Không ngờ con lại kiên trì đến như vậy. Chưa diệt được quỷ, cứu được anh trai thì con không bỏ cuộc. Ta nghĩ bây giờ con đã đủ tài và sức để đánh nhau với quỷ rồi. Cậu bé Đam Dông đã trưởng thành rồi. Ta sẽ giúp con, nhưng cũng phải dựa vào sức mạnh và ý chí của con nữa. Ta tặng con thanh kiếm và cái khiên. Ngựa trắng này có thể chạy vạn dặm qua bao đồi núi. Con hãy giữ quả bầu khô bên mình. Khi nào không chống đỡ nổi quỷ dữ thì hãy mở ra. Hãy mau đi cứu anh trai mình đi. Dạ. Quỷ dữ, ta đã tiêu diệt ngươi đây. Dạ. Quỷ dữ đâu? Mau ra đây, trả anh trai lại cho ta. Đứa nào dám đến phá giấc ngủ của ta? Ngươi thật xấu xí, vậy mà lại đi bắt những trai tráng khỏe đẹp về làm chồng rồi ăn thịt họ. Đứa nào dám nói ta xấu xí? Ta là quỷ đẹp nhất trong các loài quỷ. Chào ơi, dũng sĩ nào đây? Cường tráng quá, đẹp trai quá. Tuy hơi đen một chút nhưng không sao, vẫn thích hợp làm chồng của ta. Ai dám làm chồng ngươi? Mau trả anh trai lại cho ta.
lần đầu tiên có chàng trai đến tận núi quỷ tìm ta đó. Ta không phải tự đi bắt chồng. Mà anh trai ngươi là ai? Anh pha của ta, da trắng tóc xoăn, thổi sáo rất hay. Cách đây 3 mùa rẫy ngươi đã bắt đi. Mau thả anh ta ra. Nó là em trai của tên thổi sáo đó. Thì ra là thằng nhóc đen đúa xấu xí hồi đó. Anh ngươi thổi sáo hay nên ta chưa ăn thịt đâu. Hey, ta phải tiêu diệt ngươi, cứu anh trai về. Tiêu diệt ta sao? Thật là buồn cười. Để con đi lấy gương thần cho chủ nhân. Ta là quỷ, hắn là người, làm sao hắn đấu nổi ta? Không cần gương thần, ngươi sợ thì lo vào động mà trốn đi. Mau thả anh trai ta ra. Để ta xem bản lĩnh ngươi đến đâu. Ngươi khỏe đó, vẫn chạy theo kịp ta. Ngày nào ta cũng leo núi gùi nước tưới cây từ sáng đến đêm. Người có chạy qua bao nhiêu con núi, ta cũng sẽ đuổi kịp. Tóc của ta đã ít, mà ngươi còn dám cắt đứt tóc quý của ta. Xong làm sao mà cứu ngươi? Nó khỏe quá, mình phải tìm cách khác lừa nó. Nó mới chạy đến đây mà sao mất tích rồi? Mình vẫn thấy mùi của quỷ dữ gần đây. Mày có ngửi thấy mùi của quỷ không? Bông hoa kỳ lạ quá. Bãi cỏ này chẳng có bông hoa nào. Chắc là quỷ dữ biến thành để lừa mình rồi. Ngươi định che mắt ta sao? Quỷ dữ đã bị tiêu diệt rồi, mau quay về động quỷ cứu anh trai ta. May quá, nó cũng chịu nhúc nhích. Mỗi lần đẩy được một ít chắc chắn sẽ mở được cửa động vào trong cứu anh trai. Ngươi nghĩ đã diệt được ta sao? Đừng tưởng bỡ. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta. Ngươi đừng nói láo. Nếu không có gương thần, ngươi cũng chỉ là con quỷ già nua xấu xí, làm trò biến hình dọa người thôi. Ta ghét nhất ai nói ta xấu xí. Ta sẽ đèn chết ngồi. Đừng có thường đau và khiên của từng núi mang cho tao. Người đúng là khác.
chịu làm chồng ta thì chúng ta sẽ làm chủ tất cả những ngọn núi Khánh Sơn. Ngươi là quỷ dữ chuyên hại con người, đừng hòng dụ dỗ ta. Khi nào không chống cự nổi thì mở ra. Quỷ dữ kia, ngươi vẫn không thắng được ta đâu. Ngươi sợ nên trốn rồi sao? Tránh ra, để ta đưa người của ta đi. Nếu không, ta sẽ ném anh ngươi xuống chân núi. Hắn chắc chắn sẽ chết. Anh Pha, anh Pha ơi. Là giọng của Dông, nhưng người kia lạ quá. Anh Pha ơi, anh hãy gọi sao đi. Đúng rồi, thì sao mình đã nghe khi gặp hắn trong rừng? Quỷ dữ xấu xí kia, mở mắt ra nhìn ta đi. Ta không xấu xí, ta là con quỷ đẹp nhất thế gian. Tạ ơn ngài đã giúp đỡ con. Chính lòng dũng cảm và tình yêu dành cho anh trai đã giúp con diệt được quỷ dữ. Dũng sĩ Đam Vong, ta thay mặt núi rừng cùng các buôn làng cảm ơn con. Các con hãy mau trở về vui cùng buôn làng đi. Lúc bị quỷ bắt đi, anh đã kêu lên: Vong ơi, cứu anh với. Lúc nào em cũng nghe tiếng anh kêu cứu văng vẳng bên tai. Anh là anh trai của em, sao em bỏ anh được? Em thật dũng cảm. Cũng may có tài thổi sáo của anh giúp sức. Quỷ mạnh lắm, em đấu không lại đâu. Buôn làng mở hội tưng bừng chào đón, tung hô cảm ơn dũng sĩ Đam Vong đã diệt được quỷ dữ và cứu các trai làng trở về. Vong và Pha trở về nhà sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Xong chưa? Ngày giỗ ra mẹ mà chú lề mề quá. Dạ đã xong rồi thưa anh, mời anh Khấn. Ngày xưa ở ngôi làng nọ có hai anh em sống với nhau. Cha mẹ mất sớm, người anh tên Tham, còn người em tên là Thật. Chú xong rồi á,
Thì lên đây, anh có chuyện muốn nói. Dạ, anh hai có gì dạy bảo, em xin nghe. Anh chỉ truyền lại lời của cha mẹ trước khi lâm chung. Cha mẹ nói anh không được khỏe, nên không được làm việc nhà. Từ nay, bao nhiêu việc thì để chú ba làm. Dạ, em khỏe mạnh, em sẽ làm hết. Anh hai không phải lo. Giờ em đi ra đồng cắt cỏ đây. Cứu giới, có ai cứu giới? Cứu tôi với. Tội nghiệp quá. Chắc mày đau lắm đúng không? Chờ tao một chút. Đừng bỏ tôi. Xin đừng bỏ tôi. Không đâu, tao sẽ không bỏ mày đâu. Cảm ơn ngài đã cứu mạng. Tặng ngài một cái cây, sau này sẽ có ích cho ngài. Cây khế đẹp quá. Chú đi lấy được có tí củi mà lâu như vậy hả? Không biết đường về nấu cơm sao? Dạ, do em phải cứu một con chim bị dính bẫy nên mới về muộn. Bây giờ em sẽ đi nấu cơm liền. Có chim hả? Nó đâu rồi? Em thả nó ra rồi. Trời ơi, sao chú dại dột như vậy hả? Mang nó về có phải là được một bữa ăn ngon không? Thôi, đi nấu cơm lẹ đi. Còn cây đó là gì? Dạ, con chim cho em, nên em định mang ra vườn trồng. Chẳng được tích sự gì hết. Có trồng thì mang ra bãi đất hoang mà trồng. Đừng để nó chiếm hết đất cây của anh. Lớn nhanh nhé cây. Do làm việc quá sức, thật bị té xỉu. Lạ lùng thay, cây khế vừa trồng lớn nhanh như thổi, che bóng mát cho thật. Thời gian trôi, hai anh em Tham và Thật cứ ở bên nhau như vậy, cho đến ngày Tham lấy vợ. Trời ơi, chú không thấy anh chị về nóng bức hay sao mà không mang nước uống? Dạ, em đang phơi thóc, anh chị đợi em tí. Ôi, cầm mình nước không thì sao mà uống? Ngửa cổ lên uống à? Mực cả mình. Đi về nắng nóng còn gặp thêm chuyện à. Rồi cơm nước đã xong chưa? Dạ em đã nấu xong rồi. Mời anh chị vô ăn cơm. Mà anh thấy á, cỏ ở ruộng nhà mình đã cao hơn gang tay rồi đó. Ra làm liền đi, người ta làm xong hết rồi. Dạ, để em đi bây giờ. Anh Thật ơi, anh Thật. Cô Thơm gọi tôi. Anh nghỉ tay, ăn cơm uống nước đã, rồi hãy làm tiếp. Cô Thơm nấu ăn ngon quá à. Nếu anh thấy ngon thì ngày nào tôi cũng nấu cơm cho anh ăn có được không? Tôi sợ cô Thơm mệt thôi. Không sao, chiều nay á tôi có đánh cá, mai tôi làm cá kho cho anh ăn nha. Có thằng Thật, nhà mình đỡ ghê. Việc trong việc ngoài nó lo hết. Tôi thấy á, đã đến lúc để thằng Thật ra khỏi nhà rồi. Cho nó ra riêng là mình phải tốn tiền thuê thợ. Vậy ông tính coi, cái nhà này cũng có phần của nó. Giờ không cho nó ra ở riêng á thì phải chia nhà. Rồi đến khi nó lấy vợ, mình phải tốn tiền hỏi vợ cho nó nữa. Vậy phải làm sao? Tôi không muốn chia nhà cho nó, cũng không muốn hỏi vợ cho nó. Chuyện đó ông khỏi lo, tôi đã tính rồi. Thật, lại đây, anh có chuyện muốn nói. Dạ, anh có điều chi dạy bảo? Chú Thật nay đã lớn rồi, đến lúc chú phải ra riêng mà sống. Nghĩ đến đây anh thấy buồn quá. Dạ thưa, em chưa có ý định ra riêng. Chú lớn rồi, cứ ở mãi với anh chị cũng không có hay. Hàng xóm lại nói ra nói vào, rồi không ai muốn gả con gái cho chú à. Nhưng em cũng chưa định lấy vợ. Chú không lấy vợ, ba mẹ dưới suối vàng lại trách anh không lo cho chú đàng hoàng. Giờ chú cũng không biết đi đâu. Thôi thì tôi thấy ngày trước
chú có trồng cây khế ở bãi đất quan, ra đó mà ở. Dạ, em xin nghe theo sắp xếp của anh chị. Trước khi mất, cha mẹ cũng nói, hễ đồ vật gì dính chữ cái là của anh, còn chữ đực là của chú. Dạ, đã là ý cha mẹ thì em không dám cãi. Vậy giờ chú coi cây nào thuộc về chú, chứ cây già, cây bàn, cây ghế đều dính chữ cái hết. Vậy quần áo của em, đồ dùng cá nhân như giường chiếu, đó là cái quần, cái áo, cái giường, cái chiếu chú phải để lại hết. Vậy đồ vật nào là được? Cây đực rửa, nó là của chú. Dạ, thôi vậy cũng được. Em thân một mình cũng chả cần gì, em chỉ cần cây rửa của em. Anh Thật đang làm gì vậy? Tôi đang chặt cây để dựng nhà. Nhưng cái cây này lớn quá, anh mang về có được không? Tôi không biết nữa. Chắc tôi phải chặt cái cây nhỏ hơn. Anh khờ quá à. Cây lớn thì thêm người giúp là được mà. Nhưng không có ai giúp tôi cả. Có tôi đây. Tôi sẽ mang cây về với anh, rồi hàng ngày tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn, được không? Cô Thơm không cần phải vất vả như vậy. Giờ tôi không có nhà, không có chỗ cho cô Thơm nấu ăn được. Anh cứ nghe tôi đi, để tôi phụ anh mang cây về. Cô Thơm bằng lòng về ở với tôi hả? Ừ. Khế ngọt quá, mình thử đi. Khế ngon quá, không uổng công vợ chồng mình chăm sóc. Đợi khế chín, anh hái ít khế đem xuống làng đổi ít gạo ăn, không cần phải ngày ngày ăn rau nữa. Có khi đem bán được ít tiền, mua thịt mua cá cũng nên. Vậy thì từ nay vợ chồng mình đỡ phải vất vả rồi. Ngày tháng qua nhanh, Thật đã cất được nhà và đón Thơm về chung sống. Cây khế nay đã cao lớn và ra nhiều quả. Khuya rồi, ngủ thôi mình, mai dậy sớm gánh nước. Mình cứ ngủ đi, anh bệnh xong cái lưới này, nếu con quạ kia còn dám đến phá cái khế, anh sẽ quăng lưới bắt nó. Khế thơm quá, thơm quá. Con quạ kia, hôm qua mày ăn hết khế nhà tao, hôm nay lại dám đến ăn tiếp mà. Vợ chồng tôi chỉ có cây khế là tài sản đáng giá. Quả ăn hết khế rồi, vợ chồng tôi biết lấy gì mà sống đây? Liêu liêu, thật rồi, thật rồi. Sao các ngươi bắt con của ta? Hãy trả con của ta lại đây. Công ta chăm sóc khế, con của nhà ngươi đến đây phá nát cây khế. Chúng ta không còn gì để mang đi đổi gạo, không có thể chấp nhận được. Ăn một quả trả con vàng, mấy túi ba gan mang theo mà đựng. Sáng mai ta sẽ đến đón ngươi đi lấy vàng.
mình ăn đi. Đừng nghĩ tới lời của con quạ nữa, nó lừa mình đó. Nhưng nhà mình nghèo quá, hay để anh thử đi một lần xem sao. Lỡ nó lừa mình đi mất thì sao? Không có mình, em không sống nổi. Phải thử một phen xem sao. Bắt mình mỗi ngày ăn rau với khoai, tôi không đành lòng. Mình giúp tôi may một chiếc túi ba gang, để mai tôi mang đi. Mình nhớ cẩn thận nha. Em chờ mình trở về. Mình ở nhà đợi tôi về. Quả đưa chồng tôi đi, lại đưa chồng tôi về. Tôi xin tặng quả khế vàng, quả ăn thỏa thích. Quả ơi, mày mang tao đi đâu vậy? Quá, wow, thì ra mày đưa tao đến đảo vàng thật. Cảm ơn mày. Chắc vừa túi ba gang. Xong rồi quả ơi, mình về thôi. Đi lâu như vậy rồi mà sao mãi vẫn chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì hay không nữa. Anh về rồi đấy. Đây là vàng của nhà mình. Vợ chồng mình từ nay không cần phải ăn khoai với rau nữa rồi. Từ nay muốn cá có cá, muốn thịt có thịt. Trong làng còn nhiều người nghèo khổ, nay vợ chồng mình có vàng, mình sẽ giúp cho họ nữa nha anh thật. Cảm ơn quả nhiều lắm ngang. Đây là những quả khế tôi đã lựa, xin tặng quả để cảm ơn. Ông nghe tôi hỏi nè, tiền ở đâu á mà vợ chồng thằng thật á nó hết xây nhà cao cửa rộng lại tàu khách trăm mẫu ruộng đất vậy hả? Trời ơi, có phải là ông lén giấu tôi đem tiền cho vợ chồng nó không? Ôi da, trời ơi, đau quá à. Không hề, tôi cũng đang tức anh ách đây. Không hiểu ở đâu mà vợ chồng nó bỗng giàu lên như vậy. Có khi nào mảnh đất đó có chứa vàng hay không? Chắc chắn là như vậy rồi, chứ không lý nào tự dưng vợ chồng nó lại giàu hơn mình được. Bà tính lôi tôi đi đâu vậy? Thì đi qua nhà vợ chồng thằng thật chứ đi đâu. Em chào anh chị hai. Dạ, em mời anh chị dùng trà. Tôi tưởng vợ chồng chú thím không nhìn anh chị hai này nữa chứ. Anh chị bận rộn thì không nói, chú thím chẳng chịu qua thăm anh chị lấy lần nào là sao? Dạ, vợ chồng em mấy lần sang thăm nhưng đều không thấy anh chị ở nhà. Thấy chú thím giàu có như vậy, anh chị cũng mừng. Mình là anh em ruột, em cũng không dám giấu. Có con quạ ăn khế nhà em rồi trả bằng vàng. Hôm qua nằm mơ thấy cha. Cha trách anh sao lại đem mảnh đất này cho nhà em. Đây là đất thờ của dòng họ, phải để con trai trưởng thừa hưởng. Anh chị hết cách, phải sang đây bàn với vợ chồng chú. Anh chị sẽ đổi hết tài sản của anh chị để lấy lại mảnh đất của ông bà để còn hương quả. Nếu anh chị nói vậy, vợ chồng em xin đổi, chứ để cha mẹ buồn. Sao mãi không đến hả? Có khi nào á do vợ chồng mình ăn mặc đẹp quá, con quả nó nghĩ mình giàu nên không đến ăn khế không? Bà nói cũng đúng ha. Mình phải tìm hai bộ quần áo rách mặc vào. Con quả thấy mình giống vợ chồng thằng thật nên mới ghé. Sao giờ này chưa thấy con quả đó? Có khi nào vợ chồng thằng thật lừa vợ chồng mình hay không? Cứ chờ xem sao. Biết đâu hôm nay nó ăn no rồi. Ê, con quả đến rồi. Quả ăn khế hết rồi.
chồng tôi đâu còn cái gì để ăn. Trời ơi, hình như con quả muốn bay đi kìa, bắt nó lại. Mày dám đến ăn không khế của tao hả? Không trả vàng á thì đừng hòng đi. Nó ăn khế của tụi tôi, nhà tôi không còn gì để ăn hết. Ăn con quả, trả con vàng, mai túi ba gan, mang theo mà đừng. Một, hai, ba. Vợ chồng mình đó phải giàu gấp 4 lần vợ chồng thằng Thật. Đo túi 12 gan cho tôi. 11, 12. Kỳ này ở đây ai giàu bằng vợ chồng ta? Con quả lề mề, biết vậy ngủ thêm tí nữa. Quả đến rồi. Thôi, tôi đi đây. Bà ở nhà chờ tôi. Không, ông ở nhà chờ tôi về. Không được, tôi là trụ cột trong nhà, phải để tôi đi lấy vàng mới được. Nhanh nhanh, kẻo không kịp về. Vậy thì cả hai vợ chồng mình cùng đi nhé. Nhanh lên, nhanh lên. Thằng Thật đúng là ngu, vàng nhiều như vậy mà chỉ lấy có 3 gan. Nhanh lên, bảo đến rồi. Nhanh quá, ai thức rồi, mau bỏ bớt vàng đi. Vợ chồng ta quyết không bỏ vàng đâu. Con quạ kia, cứ cố bay nhanh đi. Đồ quả ngu ngốc, mau trả vàng lại cho tao. Từ đó về sau, vợ chồng Thật sống hạnh phúc bên nhau. Họ lúc nào cũng tích đức làm việc thiện và chăm sóc cây khế cẩn thận. Ngày xưa, ở đời vua Hùng Vương thứ 6, cuộc sống yên bình trải dài khắp làng quê. Vua Hùng lúc đó có 20 người con trai, đa số các lang đều ở trong cung vua, hàng ngày vui chơi học hành. Thế nhưng cuộc sống của mỗi lang đều khác nhau. Trong đó, con trai thứ 18 của vua Hùng tên là Lang Lưu có cuộc sống nghèo khổ nhất, vì mẹ Lang Lưu vốn là con của một lão nông. Mẹ cho con theo với, ở nhà chán lắm. Con sang chơi với các anh đi, mẹ đi làm xong rồi về. Không ai cho con theo chơi cả. Được rồi, vậy thì đi với mẹ. Sau một hồi năn nỉ, thế là mẹ Lăng Liêu dẫn theo cậu đi đến nhà Dương Phi để làm việc. Tại đây, Lăng Liêu gặp lại hai người anh là Lan Cả và Lan Hai. Dạ, chào Lan Cả, chào Lan Hai. Chào hai anh đi con. Ai thèm làm anh nữa? Tụi anh muốn đi thả diều ở ngoài đồng. Lan Liêu muốn đi cùng không? Con mau đi đi, để đó mẹ làm cho. Em được đi chơi với hai anh thiệt hả? Mẹ ơi, cho phép con đi với hai anh nha. Con chơi xong sẽ về liền à. Ừ, cứ chơi vui đi. Lúc nãy anh Cả nói mình đi thả diều mà sao vô rừng vậy? Giờ tụi tao không muốn đi thả diều nữa, mà đi hái nấm được không? Tụi mình hái nấm về cho mẹ em nấu cơm. Không phải vừa đi chơi mà vừa giúp mẹ được hay sao?
Dương mình đã đi xa lắm rồi mà không thấy nấm. Ngay phía trước kia là chỗ nấm hay mọc rồi. Em hái thêm được nhiều lắm nè. Anh cả, anh hai, các anh đâu rồi? Anh cả, anh hai, đừng bỏ em à. Lan cả ơi, Lan Liêu đâu rồi? Ờ, tụi con tưởng Lan Liêu về trước rồi chứ. Lan Liêu ơi, con đâu rồi? Lan Liêu ơi, con có nghe thấy mẹ không? Giúp tôi với. Cảm ơn cậu. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Tôi muốn ra khỏi rừng. Hãy giúp tôi nha. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Tôi biết hai người anh của cậu cố tình để cậu trong rừng, để cho cậu bị lạnh và đói. Cảm ơn hổ. Lan Liêu ơi. Trời ơi. Mẹ ơi, con đây nè. Con trai tôi, con có sao không? Con không sao. Bạn hổ giúp con ra khỏi rừng đó. Cảm ơn hổ đã giúp con trai tôi. Vì con trai bà cũng đã giúp ta. Sau này nếu Lan Liêu có việc gì cần ta giúp, ta luôn sẵn sàng. Hay là mẹ con mình về quê nha. Dạ. Mẹ đi đâu con sẽ theo đó ạ. Kính mong vua Hùng đồng ý để mẹ con thiếp trở về quê sinh sống. Được rồi, ta thấy mẹ con nàng ở đây cũng không được vui vẻ. Nàng cứ đưa Lan Liêu về quê, nhưng nếu ở kinh thành có việc thì Lan Liêu cũng phải tham gia đầy đủ. Dạ vâng ạ. Sau khi được vua cha đồng ý, hai mẹ con Lan Liêu dẫn nhau về quê sinh sống. Hôm nay mẹ định làm món gì vậy? Ừ, mẹ sẽ làm một món bánh mà trước đến giờ con chưa từng được ăn đó. Wow, hoan hô mẹ. Hai mẹ con hoàng tử Lan Liêu sống vui vẻ bên nhau ngày này qua tháng nọ. Cuộc sống tưởng cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày. Mẹ ơi, cầm mẹ nước cho mẹ nè. Dậy đi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ Lan Liêu đổ bệnh và qua đời. Con về đây, ngày mai con lại ra thăm mẹ. Chó về nhà đi, tôi không phải là chủ của bạn. Bạn cũng bị bỏ rơi hả? Vậy chó về ở cùng với tôi có gì sẽ cho bạn ăn cái đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Lan Liêu đã trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Hàng ngày, chàng vẫn làm nông,
giống cuộc sống của mẹ và chàng năm xưa. Ông ơi, ông tỉnh lại đi. Đội ơn cậu. Ông đã ăn gì chưa? Có đói lắm không? Ông ăn đỡ cơm nắm nha. Dạ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cơm ngon lắm. Bây giờ ông định đi đâu? Ông chưa khỏe, có thể về nhà con để nghỉ ngơi dưỡng sức. Không cần đâu, tôi có việc phải đi. Đội ơn cậu lần nữa. Tôi chắc rằng những người tốt như cậu rồi sẽ được trả ơn. Con phải bảo vệ hoàng tử thật tốt nghe. Khanh đứng dậy đi. Nói ta nghe, chuyến đi vừa rồi thu được gì? Thưa đức vua, trong số những hoàng tử thần đã gặp, chỉ có hoàng tử thứ 18 Lăng Liêu là chịu khó làm việc, lại có tính thương người. Thần thấy chỉ có hoàng tử Lăng Liêu là có đủ tố chất để kế vị. Không biết trong cung có chuyện gì mà vua cha lại gửi giấy triệu tập các lang gấp, cầu mong là sức khỏe của vua cha vẫn tốt. Cuộc sống của Lăng Liêu cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến một ngày nhận được lệnh vua phải vào cung. Ta đây tuổi đã cao, không còn sống được bao lâu nữa. Việc nước lại lớn lao, ta muốn tìm trong số các con một người ưng ý để ta sẽ truy ngôi cho người đó. Người nối ngôi không những tài giỏi mà còn phải có tấm lòng nhân hậu bao dung. Ta có ý thế này, cũng sắp Tết đến xuân sang, con nào bày cho ta một mâm cỗ ngon nhất, có ý nghĩa nhất để dâng lên cúng tổ tiên thì ta sẽ truy ngôi cho người đó. Ta sẽ đi lùng cho được những món sơn hào hải vị quý nhất thế gian để dâng vua cha. Còn em sẽ theo anh lên rừng xuống biển để giúp anh lên ngôi vua. Còn em định dâng vua cha những gì? Em không biết. Trong nhà em không có gì đáng giá. Cũng phải. Vậy thì thôi, đừng có tham gia nữa. Đồ ăn không ngon sẽ bị vua cha phạt đó. Vậy thì em đi nói với vua cha không tham gia nữa. Ê, đừng có phiền đến vua cha. Ngày đó em không mang đồ đến là được. Ừ, xin phép hai anh, em về quê. Vậy là lội được một đối thủ. Nhưng phải để ý, hay là chúng ta hành động trước để yên tâm. Con ơi. Mẹ, mẹ về rồi.
Ta biết con đang rất lo lắng vì chưa biết chọn gì dâng vua cha trong dịp lễ tuyển chọn sắp tới. Con nè, trong trời đất không gì quý bằng hạt gạo. Gạo là thức ăn nuôi sống con người chúng ta. Con có còn nhớ những món bánh trước đây mẹ con ta từng làm không? Dạ, con nhớ. Tốt lắm. Mẹ tin là con sẽ làm được những chiếc bánh ngon nhất dâng lên vua Hùng. Thì ra là mơ. Chắc cậu không nhớ tôi. Hồi nhỏ tôi đã được cậu chữa trị và băng bó vết thương cho. Hậu có thể giúp tôi thoát khỏi cái hố này không? Anh tìm ai thế? Sao? Sao em lại ở đây? Giờ anh đến nhà em làm gì? Em thật kỳ lạ. Chúng ta là huynh đệ, đến nhà thăm nhau thì đã làm sao? Em không mời anh vào nhà sao? Dù sao, em cũng là một hoàng tử. Sao có thể ăn ở đơn sơ như vậy? Đúng là trong nhà chẳng có gì quý giá hết. À, trong nhà nông có lúa gạo. Hai anh có cần thì em đong cho một ít về dùng. Thôi thôi, không cần đâu. Em lo nghỉ đi. Anh về lo thứ ngon vật lạ cho cha. Vậy mời anh hai, em không tiễn nhé. Mẹ ơi, con nhớ lời mẹ dặn. Con sẽ cố tạo ra món bánh chứa được tình thương của đất mẹ bao la. Em đã chăm chỉ thám thính cho anh cả rồi. Lan Liêu thoát khỏi khu rừng đó, nhưng chỉ ở nhà ngủ, sau đó là nấu ăn, không đi mua cái gì quý giá hết. Tốt, vậy là nó chịu bỏ cuộc rồi. Anh dâng cha món gì mà thịnh soạn vậy? Thưa cha, đây là món canh yến quyết hầm nhân sâm, ngàn năm quý hiếm bậc nhất nước ta. Con đã cất công đi lấy từ vùng núi xa xôi hiểm trở, con xin dâng người ạ. Được lắm. Thưa vua cha, con xin dâng người món cá mọc đại dương. Để có được món này, con đã cùng gia nhân dông thuyền đi rất xa mới lấy về được đó ạ. Cảm ơn con. Sao Lăng Liêu chưa tới dâng món ăn? Em ấy có nói nhà chẳng có thứ gì quý để dâng ạ. Thưa vua cha, con đến muộn, mong vua cha thứ tội. Một ngày trọng đại như vậy, sao con lại đến trễ? Thưa vua cha, hôm kia con bị dân mũi tên lạ tấn công trong rừng nên không thể về nhà. Hôm qua con mới bắt đầu chuẩn bị, do phải đợi bánh chín nên con đến muộn. Món bánh dân vua cha vẫn còn nóng đây ạ. Thôi được rồi, con chuẩn bị món bánh gì mà những hai ngày mới xong? Đâu, mau mở ra cho ta xem đi. Thưa cha, đây là món bánh làm từ gạo nếp ạ. Cái gì? Làm từ gạo nếp? Sao em lại chọn cái thứ tầm thường như thế để làm món dân cổ cho vua cha chứ? Thưa cha, gạo nếp không phải sơn hào hải vị gì quý hiếm, nhưng nó lại là thứ quan trọng và thiết thực đối với con người. Vì vậy, con chọn nó để làm thành những chiếc bánh này. Hoàng tử Lăng Liêu nói đúng lắm. Nếu không có gạo thì chúng ta không thể sống được. Bánh này kết hợp mùi thơm của nếp và đậu xanh, thêm bên trong hành củ, thịt heo, bên ngoài được gói bằng lá dong, tạo nên sự kết hợp của đất mẹ. Đất mẹ thương con người nên cho hạt lúa, trời cha cho lửa sưởi ấm, mưa thuận gió hòa. Hay, hay lắm. Một món bánh được làm từ những thứ rất dân dã nhưng lại vô cùng thiêng liêng. Để ta thử xem vị của nó thế nào. Chà, một hương vị vừa lạ vừa quen nhưng lại rất đậm đà khó quên. Nào, mời mọi người cùng thưởng thức. Ai dạy con làm được loại bánh này? Con đã đặt tên cho bánh này chưa? Dạ, con chưa đặt tên. Bánh này con được mẹ dạy làm.
nhưng lúc làm với mẹ chưa có hình dạng cụ thể. Lúc thì hình này, lúc thì hình kia. Này con thật nghĩ, hình vuông tượng trưng cho mặt đất màu xanh, hình tròn tượng trưng cho bầu trời trắng và mịn. Vậy ta sẽ đặt tên giúp cho con. Bánh chưng là hình vuông, bánh dày là hình tròn. Mỗi năm đến Tết, dân ta sẽ làm bánh dày dâng lên tổ tiên, đất trời. Ta tuyên bố hoàng tử Lăng Liêu thắng cuộc. Cũng kể từ đó, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì trong người dân, mỗi gia đình đều quây quần bên nhau làm bánh chưng, bánh dày để dâng lên cúng tổ tiên và trời đất. Truyền thống đó còn lưu truyền mãi cho đến ngày nay. Ngày xưa, có một cậu bé thần đồng thông minh chăm học, mồ côi mẹ sớm, sống với cha tại một ngôi làng nhỏ xa kinh thành. Cha, con đã thi đỗ trạng nguyên rồi. Cả nước chỉ có con và một đứa bé 2 tuổi thi, đương nhiên là con đỗ rồi. Thật quá đơn giản, cha phải dạy lại con mới được. Dậy học bài rồi, coi nhà cho cha đi làm. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Cha ơi, con thuộc rồi. Cho con đi làm với cha đi cha. Mới đó mà đã nhớ hết rồi à? Đậu, đọc cho cha nghe. Ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất truy lý. Thôi được rồi, vậy đi làm cùng cha cũng được. Nhưng mà cha nói trước là cực lắm đó. Ơi, hai cha con đi đâu sớm vậy? Ăn sáng chưa? Vào đây một lát. Dạ cháu cho bà. Hai cha con đem thêm đồ ăn theo lót dạ. Cha con cháu cảm ơn bà, làm phiền bà quá. Đậu, đi con. Cháu cảm ơn bà. Thưa bà, cháu đi đây. Hôm nay mình phải dọn sạch chỗ này đó con. Hả? Ông bác hộ đâu cha? Lát nữa ông ấy mới đến. Hôm qua ông đã chỉ cho cha làm ở chỗ này rồi. Nè, hai cha con mày làm xong rồi đó hả? Dạ xong rồi, ông cho xin tiền công. Hết nhiều à, ông cho xin 10 hào ạ. À, sao đắt vậy? Chỉ có mấy vuông cỏ, ít cây mục mà lấy 10 hào, 5 hào thôi. Dạ thưa, vuông cỏ của ông rộng gấp đôi vuông cỏ bình thường, còn cái chục khúc cây và lấp hố nữa ạ. Bẩm ông bá hộ, nếu cháu nhớ hết mọi việc hai cha con cháu đã làm thì sao ạ? Thiệt hả? Nếu vậy ta sẽ trả luôn 10 đồng, chứ đừng nói là 10 hào. Nhưng nếu mày nhớ không đúng thì sao nè? Vậy hôm nay cháu sẽ làm không công cho ông bá hộ. Được, cứ vậy đi. Hôm nay cha con cháu đã phát 25 vuông cỏ, dọn 40 cây gỗ mục và 15 hòn đá tảng lớn nhỏ, đổ 125 vỏ lá cây và lắp 60 hố các loại ạ. Thiệt hả? Không tin thì ông bá hộ cứ kiểm tra đi ạ. Chính xác, thằng này hay thiệt nha. Vậy ông sẽ giữ lời hứa trả cho cha con cháu 10 đồng chứ ạ? Được thôi, nhìn cá cược với nó làm chi cho mất tiền quan biết. Dạ cảm ơn ông bá hộ.
Diện kiến thánh thượng. Trẫm miễn lễ, khanh vào đây. Họ sắp sai sứ giả sang mừng thọ bệ hạ, nhưng theo như thần thấy, đây chỉ là thăm dò nước ta thôi. Đúng vậy, có tin là họ sẽ mượn cớ sắp đi chinh phạt mà tăng cống nạp của nước ta đó. À, thưa bệ hạ, thần xem chiêm tinh có một ngôi sao sáng ở hướng đông, chừng như là trời ban hiền tài đến giúp đỡ chúng ta. Thật vậy sao? Ngày mai chúng ta hãy cùng nhau đi kiếm người đó nào. Nhưng phải nhanh lên, vì tên sứ giả đó sắp đến rồi. Thần tuân chỉ. À, nghỉ tại một lát đi con. Con voi đẹp đó, giá mà nó biết đi nữa ha. À, con biết rồi. Chúng ta đã đi khắp nơi thử tài mọi người rồi, mà người vẫn chưa ưng ai. Thưa bệ hạ, lão gia, hay là ta quay về? Ngươi phải kiên nhẫn tìm kiếm, nhân tài đâu có tự chạy qua lại trước mặt ngươi được. Cái gì mới chạy qua vậy? Dạ, hình như là... Con làm đâu trên đây cha? Này cô bé kia, đó có phải là con voi không vậy? Dạ thưa ngài đừng có mắng cháu, trẻ nhỏ bài trò chơi thôi ạ. Nó còn biết đi nữa à? Cháu tự nghĩ ra những bộ phận cử động được cho con voi này sao? Dạ vâng, thưa ngài. Cháu còn bé mà có vẻ thông minh đó. Vậy cho ta hỏi, một ngày trâu của cháu cày được mấy đường? Nếu cháu đáp được, ta sẽ mua con voi đất này xem như là thưởng cho cháu. Dạ thưa ngài, ngài chỉ cần trả lời cho cháu biết người của ngài một ngày đi được mấy bước. Nếu ngài đáp được, cháu xin tặng con voi đất cho ngài. Giỏi lắm, rất thông minh, còn có chí khí nữa. Vậy ta đố cháu, cày trên đồng ruộng trắng phao, khi khát uống nước giếng sâu đen ngòm, đó là thứ gì? Dạ thưa, đó là cây bút mực. Khi cày tức là khi viết trên giấy trắng, còn khi khác là khi hết mực thì lại chấm vào nghiêng mực đen ngòm đấy thôi. Thế còn hạt gieo tới tấp rải khắp ruộng đồng, đã gieo mà chẳng nảy mầm, làm bao hạt khác mừng thầm mọc xanh. Dạ thưa, là hạt mưa ạ. Cháu bé quả thật là thần đồng. Xin hãy nhận lấy nén vàng này của lão gia đây xem như quà làm quen. Bà ơi, bà sao thế này? Bà lỡ tay làm tan bếp bay vào vách, cháy cả hàng nước mất rồi cháu ơi. Cả cuốn sổ nợ cũng cháy mất, bao nhiêu vốn liếng mất sạch rồi. Bà bình tĩnh lại đi bà. Bà có nhớ tên ai không hả? Không, làm sao mà nhớ được. Biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu tiền. Bà ơi, có phải là cuốn sổ đỏ không bà? Đúng rồi cháu ạ. Bà ơi, lần trước cháu có xem qua nên đã nhớ hết rồi. Hay cháu giúp bà ghi lại nha. Thật không? Dạ thật mà. Không tin thì bà cháu mình cùng đến nói xin lấy lại tiền nợ để tu sửa quán. Nếu người ta có đánh mắng thì cháu xin chịu. Được, coi như đây là thử thách của cháu. Nếu cháu đòi được hết nợ cho bà cụ, ta sẽ thưởng thêm một nén vàng. Cha thằng Đậu à, đúng hết, không sai một người nào. Ai cũng thông cảm và trả cho tôi đầy đủ, không có thiếu ai hết á. Quả là kỳ tài, ta giữ lời hứa thưởng cho cậu bé thông minh như cháu. Xin ngài hãy cầm theo. Lương trời có vũng nước trong,
lòng tôm cá lội, hoài công chẳng gần, để giải khát dọc đường ạ? Rất lém lĩnh. Được thôi, cảm tạ chú bé, ta đi đây. Thật là một cậu bé thú vị. Đúng vậy thưa bệ hạ, có thể đó là nhân tài sẽ giúp chúng ta. Thật đúng lúc lắm. Ta vừa nhận được tin báo không đầy một tuần nữa sứ giả nước láng giềng sẽ tới, nhưng ta vẫn muốn thử thách họ một chút. Mau lên, mau lên. Có chuyện gì nữa? Không biết nữa. Sao không có vậy? Có chuyện gì vậy? Sao tội như thần trung quận không có vậy? Thôi có chuyện gì vậy? Sao tập hợp mọi người gấp quá vậy? Dân làng nghe đây, ta là quan cận thần thân tín của nhà vua, hôm nay đến đây để ban mệnh lệnh của thánh thượng. Được biết làng này chuyên về chăn nuôi không đâu bằng, nay ta ban cho làng 3 con dê, trong vòng 2 tháng phải nuôi cho chúng đẻ được 9 con dê cả thảy để tiến cung mừng thọ ta. Khâm thử. Thưa đại quan, việc nuôi dê chúng tôi không có ý kiến, nhưng đây là dê đực kia mà. Ý ngươi là nhà vua đã lầm. Dạ, tôi đâu có ý đó, nhưng ngài thấy đó. Ta không biết, ta chỉ đến truyền đạt thánh ý thôi. Ta phải về phụng mệnh đây. 2 tháng nữa ta sẽ trở lại thu kết quả. Mời cha uống nước. Cha ơi, có chuyện gì mà cha buồn vậy? Chúng ta tiêu rồi con à. Cả làng chúng ta gặp đại họa rồi. Cha kể cho con nghe đi, biết đâu con lại giúp được gì. Con là con nít thì giúp được gì. Quả mai nếu con làm cho con dê đực nó đẻ được thì mới xong con à. Cha ơi, cha nói như buồn cười thế. Dê đực làm sao mà đẻ được ạ? Vậy mà nhà vui vừa lệnh cho chúng ta làm như thế đó, cả làng sẽ phải chịu tội nếu trong 2 tháng mà 3 con dê đực không đẻ ra 9 con dê con. Lệnh gì mà lạ quá nhỉ? Con nghĩ ra rồi, chúng ta hãy xẻ thịt lũ dê thôi. Cái gì? Cả làng Đậu đang hoang mang lo lắng thì Đậu đã có cách. Thấy cha con thằng Thấu bảo là có cách rồi bà con à. Có thiệt là được không đó? Dân làng xin hãy trật tự, chúng ta hãy nghe cha con anh Đậu nói cách ứng phó với lệnh vua ban. Mời cha bé Đậu trình bày, anh có cách gì? Hay là cách của tôi là thịt chúng à? Sao vậy? Anh nói lớn lên chúng tôi mới nghe được. Cha, cha nói đi cha. Thịt chúng đi ạ. Thưa trưởng làng, thưa bà con dân làng, cha con nói là chẳng mấy khi có lộc vua ban, chúng ta cứ nhả thịt 3 con dê ra ăn thỏa thích đi ạ. Cái gì? Trời đất ơi, giết 3 con dê rồi hả? Trời ơi, có cái cách gì hay lắm. Trời ơi, cách ứng phó là thay vì 2 tháng nữa rơi đầu thì rơi đầu luôn bây giờ cho rồi đó hả? Hai cha con hãy rút lại lời nói đi. Đây là cách mà hai cha con anh nói đó hả? Không làm cho bọn dê đẻ được thì thôi, lại còn giết chúng nó. Giết rồi chúng ta lấy gì bẩm báo với vua đây? Thưa trưởng làng, thưa bà con, xin hãy nghe cháu. Đây chẳng qua là lộc vua ban, nhưng lại muốn thử tài chúng ta. Này, nếu dân làng không tin, xin hãy làm giấy cam kết. Mọi trách nhiệm thì cha con cháu chịu. Trời ơi, con có biết là con đang làm gì không? Đó là tội khi quân, cả hai cha con chúng ta cùng rơi đầu đó. Cha cứ tin ở con đi. Nếu thịt 3 con dê rồi, cháu định sẽ nói với vua thế nào khi quan quân người ta đến đây? Dạ thưa, cháu muốn xin với làng nhả thịt 3 con dê
làng ăn hai con, còn một con cho cha con cháu lên kinh đô lo liệu ạ? Cháu định lo liệu thế nào? Đó là hoàng đế của cả nước này, ai mà dám giúp cháu? Trưởng làng và mọi người kể tin ở cháu, cháu đã có cách rồi ạ. Vậy lỡ hai cha con nó lên kinh rồi chạy trốn mất luôn thì sao? Xin dân làng hãy làm giấy cam đoan, cha con cháu đi lên kinh, dàn xếp việc này xong nhất định sẽ trở về. Nếu không dân làng cứ kiện lên vua. Hay ta cứ thử tin cha con nó một lần. Thằng bé thông minh vậy kia mà, chúng ta cũng đâu có cách khác. Thôi thì chúng ta tin cha con nhà cháu. Mau mang giấy bút ra đây làm giấy cam đoan, cả làng chứng giám. Chuyến đi này gian nan, cha con cháu đã gánh vác nhiệm vụ nặng nề này. Thôi thì hãy làm sao cho tròn lệnh vua, đừng phụ công tin tưởng của dân làng. Dạ vâng, cháu nhớ rồi. Trong hành lý này, ngoài con dê vua ban mà chúng ta đã chế biến theo ý cháu thì cả làng cũng chung nhau một ít tiền làm lộ phí cho hai cha con đi đường. Dù gì đi nữa, mọi người cũng mong hai cha con mang bình an trở về. Dạ, cảm ơn trưởng làng, cảm ơn dân làng. Tạm biệt dân làng, cha con cháu sẽ trở về thôi. Đến hoàng cung rồi, làm sao vào trong đây? Cha, nghe con nói nè, giờ cha làm như vậy được không đó? Lạng hoàng là bay đầu nghe không con? Vậy cha phải nhanh lên mới cứu được con đó. Má làng sớm ơi, cha con xỉu rồi. Ai cứu cha con với? Cứu với. Wow, hoàng cung lớn quá, ta biết tìm vua ở đâu bây giờ? Ông gì ơi, ông có sao không? Con tôi mất tích trong cung rồi. Nhà vua hãy trả con tôi đây. Cái gì? Bẩm bệ hạ, ngoài cổng cung có việc lạ lắm. Một trong hai người hôm trước tới đố mình đây mà. Vậy chắc nhà vua ở đây rồi. Đó là người hôm bữa cho một nén vàng. Hả? Mình hiểu rồi. Không chịu đâu. Đền đi, bắt đền đó. Ai dám làm náo loạn hoàng cung của trẫm, mau đem vào đây. Dạ. Không chịu đâu. Đền đi. Đứa bé kia, mau chào nhà vua đi. Vua đó hả? Trẫm đây. Đứa bé kia, có việc gì mà lại vào đây la khóc như vậy? Thưa ngài, ngài phải giúp cháu. Cháu mất mẹ từ nhỏ, nhà chỉ có hai cha con, mà cha cháu không chịu để em bé cho cháu bế hả? Thì ra là vậy. Vậy thì cháu phải về cưới vợ cho cha cháu thì mới có em bé được. Cha cháu là chất đực làm sao mà đẻ được? Thưa ngài, ngài nói sao mà cháu vẫn chưa hiểu hả? Cái tên nhóc này, ta nói giống đực thì không thể đẻ được. Thưa ngài, ngài nói sao mà cháu vẫn chưa hiểu hả? Cái tên nhóc này, ta nói giống đực thì không thể đẻ được. Vậy thì đúng rồi. Thế sao ngài lại ban cho làng cháu 3 con dê? Hẹn trong 2 tháng phải đẻ được 9 con dê con. Ta thử đó thôi. Vậy các ngươi còn chưa biết làm thịt dê mà ăn với nhau à? Dạ thưa, làng cháu biết đó là lộc vua ban nên đã làm thịt dê ăn từ lâu rồi. Đã ăn rồi, cháu còn lên đây làm gì? Dạ thưa, cháu lên đây để xin vua một tờ cam kết xác nhận với làng ạ. Đến tận đây ăn dạ đòi xác nhận của vua nữa à? Thiên hạ này chỉ có mình cháu. Dạ thưa, cũng chỉ có mình ngài mới nghĩ ra cách ban lộc như thế thôi ạ.
Xem ra con ông thật sự rất bản lĩnh. Hoàng cung đúng là sang trọng con ha. Món gì cũng quý giá. Không đói bụng quá cha ơi. Chúng ta đang hết thức ăn rồi con à. Nè, đừng có tay mái tay chân. Lỡ bể là mình có tiền cũng không đền nổi đâu nha con. Đầy chán thật đó cha ơi. Không biết khi nào nhà vua mới cho mình về nhà hả cha? Thì nhà vua nói rồi, đợi người viết bản xác nhận cho chúng ta đem về làng đã. Cha con nhà đậu tiếp chị. Còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ. Cha con và đậu đã đến ăn dạ nhà trẫm thì phải bị phạt. Hãy nấu cho trẫm 7 món ăn từ nguyên liệu mà trẫm cung cấp. Ngài nói là nhà vua bắt làm 7 món từ con chim sẻ này à? Bệ hạ thật anh minh. Chỉ một kế nhỏ đã làm cho cậu bé ấy đến tận kinh thành, lại còn bày mưu để gặp người. Quả thật đứa bé này dũng cảm mưu trí, nhưng trẫm vẫn muốn thử thêm xem nó còn có thể giỏi đến đâu nữa. Thưa bệ hạ muốn thử như thế nào nữa ạ? Đúng vậy, các ngươi hãy làm nội trong đêm nay 7 món ăn từ con sẻ này để ngày mai nhà vua kịp ăn sáng. Thưa đại quan, ngài nói thế liệu có phải là nhà vua quá keo với nhân đen chúng tôi không? Chúng tôi cả ngày nay chưa có gì để ăn. Đã thế, giờ còn bắt nấu 7 món từ một con sẻ bé xíu như vậy. Không lẽ mỗi món chỉ có một chút xíu bộ phận của nó thôi hay sao? Người chớ ăn nói hà hồ. Đó là đức vua, người làm gì cũng có ý đồ cả. Thưa ngài, ngài đem cái này nói với đức vua, trong 2 canh giờ tới phải rèn cho chúng tôi một con dao để xẻ thịt chim đó. Đứa bé đó nói vậy thật sao? Dân à, nó nói trong vòng 2 canh giờ phải rèn một con dao từ cây kim này để xẻ thịt chim. Táo tận thật. Nhưng ta thích vậy. Bệ hạ định thế nào à? Ngày mai sứ giả đến rồi, chúng ta sẽ nhờ chú bé này cùng hỗ trợ đón tiếp. Vẫn là bệ hạ lo lắng chu toàn, thần xin đi tuyên chỉ. Ăn lẹ đi con, không chừng lát nữa lại đố mình nữa đó. Cứ ăn nữa cha. Cha ăn nhiều rồi nghe cha. Những món này ở quê mình không có đâu. Mau lại đây tiếp chỉ. Các ngươi không thể tiếp chỉ như thế. Mau nuốt hết đi đã. Dạ. Đức vua có chỉ, hôm nay hai ngươi phải ăn mặc chỉnh tề để cùng tiếp sứ giả láng giềng. Dạ thưa ngài, vậy là thế nào ạ? Không phải chúng tôi sẽ có giấy xác nhận trở về làng sao? Thực ra nước láng giềng đang muốn dò la nước ta có nhân tài hay không để sang xâm chiếm. Vì vậy nhà vua đã đi khắp nơi tìm kiếm. Này có cậu nhóc là thông minh lém lĩnh, hy vọng cậu sẽ cùng với nhà vua đánh bại âm mưu của tên sứ giả. Con à, nếu nhà vua đã ngỏ lời thì con hãy dốc sức giúp đỡ vì thể diện quốc gia đi con. Dạ, thưa cha. Tâu bệ hạ, xin cho chúng thần đứng núp bên trong. Nếu có việc cần, xin ngài chỉ cần vuốt râu là chúng thần sẽ nghĩ cách ứng phó được không hả? Cấp báo bệ hạ, đoàn sứ bộ đã đến trước cổng thành, nhưng họ không chịu vào thành ạ. Vậy là sao? Bộ muốn đức vua thân chinh ra tiếp đón à? Ngông cuồng. Thưa, họ chơi cổng thành nhỏ, họ đòi phải xây cầu vượt trên cổng mới qua cầu mà vào ạ. Hoặc là đập cổng thành đi ạ. Chúng đã bày trò bắt mí ta rồi. Thưa bệ hạ,
Tâu bệ hạ, thần có một ý nhỏ hơi mạo hiểm, xin bệ hạ thứ tội. Được, chấm miễn tội cho cháu, có thể làm bất cứ cách gì miễn là hiệu quả. Giờ sao? Các ngươi không chịu xây cầu mà để sứ giả đại quốc đứng chịu nắng ở đây à? Mau đem lồng che dựng lều cho ta. Coi thường sứ giả đại quốc sao? Tên này thật không coi ai ra gì. Giờ con tính sao? Trời, con phải cẩn thận đó. Cha cứ tin nữa con. Các ngươi cho ta uống nước gì mà lạc lẽo quá vậy? Coi thường sứ giả đại quốc à? Dạ thưa ngài, bố thì ít tiền lẻ đi ạ. Không có, đi đi. Sứ giả một nước mà kêu vậy, chào xin mấy hào đi mà. Sứ giả kêu kiệt bổn xỉn. Tên ăn xin kia, ngươi nói cái gì? Tên nhóc ăn mày kia, đứng lại cho ta. Liêu liêu, cái giỏi thì bắt ta đây. Người, người dám coi thường sứ giả đại quốc à? Cái giỏi thì bắt ta đi nè. Rành con, bắt được mày rồi. Sứ giả nhập thành rồi, sứ giả nhập thành rồi. Dạ, xin ngài thứ giả khai ân. Đây là con của tôi, xin ngài hãy bắt tôi thay nó. Thưa sứ giả, chỉ là một đứa bé chưa hiểu chuyện, xin ngài tha cho nó đi ạ. Nó không hiểu chuyện là vì cha nó dạy không nghiêm. Cha không nghiêm thì luật nước không nghiêm. Luật nước không nghiêm chẳng phải do nước ngài thiếu văn nhân tài, không ai giúp vua ngài hay sao? Ngài Dạ thưa sứ giả, nếu tôi chứng minh được nước tôi có người tài giỏi thì ngài chịu thả cha tôi chứ? Nhà ngươi cũng khẩu khí ghê hen. Được rồi, nếu chứng tỏ anh tài thì sáng mai ngươi hãy đến hoàng cung gặp ta và nhà vua. Nhưng ngươi không mặc áo mà cũng không được cởi trần, không cưỡi ngựa cũng không đi bộ, không lễ vật nhưng cũng không được đi không. Thế nào, có được không? Vậy tôi xin hẹn ngài ngày mai tại hoàng cung. Xin quan cận thần làm chứng cho cháu, nếu cháu giải được câu đố này thì sứ giả phải thả cha cháu. Được, còn nếu không, ngươi cũng phải chịu chung số phận với cha ngươi. Nào, chúng ta vào bái kiến nhà vua. Cha ơi, con xin cô cha. Sứ thần láng giềng xin diện kiến. Cho mời sứ thần. Muôn tâu bệ hạ, được tin ngài sắp mừng thọ, vua của chúng tôi trăn trở nhiều ngày liền, xin dâng tặng ngài 300 kiện vàng bạc cùng châu báu lụa là gấm dốc đặc sản thượng hạng của đất nước chúng tôi. Ngoài ra, tâu bệ hạ, đây là vỏ ốc quý hiếm mà đồ quý chỉ nên được sở hữu bởi người tài giỏi. Đức vua của tôi chưa thấy có ai xứng đáng sở hữu vỏ ốc này. Này đưa đến nước ngài, liệu xem có ai có thể làm chủ nhân của nó chăng? Chẳng hay sứ giả nói vậy, thì làm sao mới có thể làm chủ nhân ông của vỏ ốc này? Thưa đức vua và đại quan, đây ta có một sợi chỉ. Làm sao để xỏ sợi chỉ này xuyên suốt con ốc mà con ốc vẫn nguyên vẹn thì mới thật là người tài, thu phục cả trời đất vậy? Câu đố rất thú vị, nhưng ngài sứ giả đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Xin mời ngài về công quán nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại nói tiếp chuyện này.
tôi xin vâng lệnh đức vua, nhưng tôi có một điều kiện. Nếu bệ hạ không giải được câu đố này, bệ hạ phải làm theo yêu cầu của vua chúng tôi. Ngài uy hiếp nhà vua sao? Còn nếu ta giải được? Trước khi tới đây, thần đã bị một tên thường dân coi thường. Thần đã giam hắn. Nếu bệ hạ thắng, thần xin lui và giao hắn cho người xử trí. Quan cẩn thận, tên sứ giả nói vậy là sao? Bẩm bệ hạ, người hắn bắt là cha bé Đậu đó ạ. Tên sứ giả này thật nham hiểm. Hắn tin đó là người của bệ hạ lừa hắn, nên bay ra trò này để vừa xử trí được cha con bé Đậu, vừa yêu sách với nước ta đó ạ. Vậy chúng ta phải cố lên. Cực kỳ khó khăn thưa bệ hạ. Hay thần thử hút xem sao? Cố lên, cố lên. Mau đi tìm bé Đậu. Câu đố của tên sứ giả quả thật là hiểm ác. Cháu hãy vững tin, cố gắng suy nghĩ xem có cách gì xỏ chỉ qua vỏ ốc. Chỉ cần như vậy là cha cháu sẽ sống. Cháu chưa nghĩ ra, cháu lo cho cha quá. Hay ngài làm cách nào cho cháu vào gặp cha một chút được không? Khó lắm, vì tên sứ giả đang để mắt đến việc này. Nhưng ta sẽ cố gắng lén đưa cháu vào. Các ngươi đi theo ta hỏi cung phạm nhân. Dạ. Cha ơi, là con đây. Cha có sao không cha? Sao con vào đây được? Quan cẩn thận kêu bọn lính đi chỗ khác cho con lẻn vào một chút. Con xin lỗi, làm cha phải chịu tội cho con. Đằng nào thì tên sứ giả cũng không muốn tha cho chúng ta. Còn câu đố của hắn, con đã nghĩ ra chưa? Con chưa nghĩ ra. Thôi con à, sống chết có số. Cha chỉ lo không ai chăm sóc dạy dỗ con. Cha không ăn cơm sao cha? Cơm tù toàn là cơm thiêu không à. Có cũng như không. Có cũng như không. Có cũng như không. Con trai, mau đi đi, kẻo bị bắt lại là nguy đó. Cha ơi, con sẽ bằng mọi cách đến cứu được cha. Không cần. Nếu con không nghĩ ra thì hãy trốn về làng, xin ở nhờ nhà bà hàng nước, ráng học hành cho tốt, trở thành người tốt nha con. Cha thương con. Cha ơi, con thương cha lắm. Cháu nên ngủ sớm đi, trẻ con thức khuya không tốt đâu. Biết đâu sáng mai lại nghĩ ra được gì. Để cháu liều một phen nữa xem sao. Người nghĩ thằng nhỏ có làm được không? Bệ hạ bình tĩnh chờ xem. Sứ giả đến. Bái kiến bệ hạ. Ngài cho gọi tôi nghĩa là ngài đã có lời giải. Đúng vậy. Nhưng trước đó có một người cũng muốn gặp sứ giả đây. Bé Đậu xin được ý kiến. Cho vào. Dạ. Bệ hạ vạn tuế, xin cho thần được ăn mặc theo cách sứ giả yêu cầu. Yêu cầu thế nào? Dạ thưa sứ giả, ngài nói không mặc áo nhưng cũng không được cởi trần. Tôi khoác lưới không phải áo nhưng cũng không cởi trần. Người nói không được cưỡi ngựa cũng không đi bộ, nên thần đứng trên chiếc xe do heo kéo, không cưỡi vật mà cũng không tự đi. Vậy còn lễ vật? Đây là lễ vật. Dạ thưa ngài, tôi không đem lễ vật nhưng cũng không đi không. Quả là thông minh. Thế nào ngài sứ giả? Đúng vậy thưa bệ hạ, đứa bé này đã giải được câu đố của thần. Thần giữ lời hứa. Người đâu, thả tên kia ra. Dạ. Con trai. Dạ. Thưa bệ hạ, vẫn còn câu đố vỏ ốc. Nếu bệ hạ không giải được thì phải thực hiện yêu cầu của thần. Ngài sứ giả muốn yêu cầu gì? Thần xin yêu cầu chém đầu ngay hai cha con này vì tội xem thường sứ giả đại quốc. Ngoài ra, từ nay nước của ngài phải tiến công thêm 1.000 xe vàng bạc, 300 vạn nhân công.
Dạ thưa đức vua. Thưa sứ giả, xin cho cháu được giải câu đố vỏ ốc này. Sứ giả thấy thế nào? Thần chỉ muốn biết điều kiện của cậu bé này, nếu giải được. Dạ thưa sứ giả, tôi chỉ muốn xin tha chết cho cha con tôi, và ngài phải giữ cống đẹp như trước kia. Lẽ nào ngài sứ giả lại sợ một đứa trẻ nhỏ hay sao? Xin nhà vua làm chứng. Dạ thưa bệ hạ, thần xin hát một bài. Tan tình tan tinh tình tan, bắt còn kiên càng, buộc chỉ ngang lưng, bên thời lệ dây mà bưng, bên thời bôi mơ kiên mừng kiên sang, tan tình tan tinh tình tan. Thế là thế nào? Dạ thưa bệ hạ và sứ giả, làm theo bài hát sẽ sâu được ngay. Thế này đã đủ tài trí làm chủ con ốc của sứ giả rồi chứ? Hạ thần khâm phục, không còn gì để nói. Xin cho thần được cáo lui sớm để về triều phục mệnh với vua của hạ thần. Vậy sứ giả lên đường bảo trọng. Lần này cháu không những cứu được cha mà còn cứu quốc gia khỏi chuyện cống nạp. Ta có thể làm gì để thưởng cho cha con cháu? Bệ hạ, xin cho con giấy xác nhận để con trở về cho mọi người được an tâm ạ. Thôi được, cảm sẽ chiều ý cháu, nhưng với một điều kiện. Ta sẽ phong cháu làm trạng nguyên, và bất cứ khi nào quốc gia cần đến, cháu phải về kinh bàn công việc góp sức với ta. Cháu thấy thế nào? Tuân lệnh bệ hạ. Kể từ đó, cậu bé thông minh được học hành đàng hoàng, phát huy tài năng của mình, hết lòng phụng sự cho đất nước. Ngày xưa, có một chàng trai mồ côi tên là Khoai. Vì nhà nghèo nên Khoai đi làm thuê cho nhà phú ông. Vốn khỏe mạnh lại siêng năng, một mình Khoai làm việc bằng sức 5-6 người cộng lại. Vợ chồng phú ông hứa gả của út cho Khoai nếu Khoai làm không công cho họ 3 năm và tìm được cây tre trăm đốt. Khoai thật thà nên tin lời họ. Thưa cha mẹ vợ, con đã tìm được cây tre trăm đốt về đây. Cái gì? Trên đời này có cây tre trăm đốt luôn hả? Trời. Gì? Cái thằng hờ này, tao kêu mày đi tìm cây tre trăm đốt, chứ có kêu mày đi tìm trăm đốt tre đâu. Nói xàm xí, không tìm được cây tre trăm đốt nên con gái tao phải gả cho người giàu sang. Quá ra ông bà biết trên đời này không có cây tre trăm đốt nên mới lừa con. Ừ, thì ai biểu mày khờ. Thôi, đi ra chuồng trâu cho trâu ăn đi, để ta còn tiếp tục tiếp họ nhà trai giàu sang phú quý nữa. Khờ vậy mà đòi làm chồng của cô út xinh đẹp này sao? Tôi không phải thằng khờ. Mọi người nhìn đây, đây chính là cây tre trăm đốt. Mày mà tạo ra được cây tre trăm đốt á, thì tao biến thành gà trống ghé cho mày nghe. Khắc nhập 100 đốt tre nhập thành cây tre trăm đốt. Khắc nhập. Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Hãy tha họ ra. Nếu vậy, họ phải làm đúng như lời đã hứa với con 3 năm trước.
đầu đuôi câu chuyện ra sao, hãy kể ta nghe. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Khoai, lại ra tao biểu. Dạ, thưa ông gọi con. Mày xay lúa xong chưa? Dạ, con xay hết lúa trong kho rồi. Gánh nước chưa? Dạ, thưa ông, con gánh nước đầy 5 cái chum rồi ạ. Vậy mau vào rừng đốn củi đi. Không đầy xe thì không được ăn cơm nghe. Úp la khoai 12 chong chong, đưa bần áo trắng, đưa bần áo đen, đưa sách lồng đèn, đưa cầm ông thục, chạy vô chạy ra. Mày có sao không? Thôi thôi, thì ra là mày diễn. Mày chưa chết, sao mày ở trong rừng một mình? Sao mày lại đi một mình trong rừng? Mày không có cha mẹ giống tao à? Vậy thì mày về ở với tao cho vui. Con nhặt được nó trong rừng, xin bà cho con nuôi nó ạ. Mày chưa lo nổi thân mà đòi nuôi nó? Nhà này có dư cơm đâu. Dạ, nó sẽ ăn phần của con, không tốn thêm cơm đâu ạ. Hè, tự mày nói nha. Tao mà thấy mày lấy cơm nhà tao cho nó đó, tao trừ tiền công ráng chịu à. Dạ, con đội ơn ông bà. Mà con sắp hết hạn làm cho ông bà rồi, ông bà nhớ tính tiền công cho con nha. Tao biết rồi. Trời, bà làm tôi đau tim mà chết quá. Ông lo tính tiền công mà trả cho thằng Khoai, nó nhắc tôi hoài à. Tiền công của nó là 5 thỏi vàng. Hả? Đến tận 5 thỏi vàng? Nó làm cho nhà mình bao nhiêu năm, mình đã trả đồng nào đâu. Ê trời đất ơi, thằng đó nó khù khờ như củ khoai. Giờ mình phải nghĩ cách để không mất 5 thỏi vàng này. Ông có biết thằng Khoai nó thích gì không? Mình tìm cách dụ nó ở lại nhà mình làm không công. Vậy bà lo mà nghĩ cách đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Tên 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 tên, đây là nhà của tao với mày. Có nhà thì cũng phải có tên. Đặt mày tên là đó, vì mày là con chó màu đen. Thôi khuya rồi, ngủ thôi, sáng mai còn làm gì. Anh Khoai, nghỉ tay uống nước đi. Cảm ơn cô Út. Trời nắng quá, anh mau vào nghỉ, chiều mát rồi làm tiếp. Tôi làm cho xong, chiều còn gánh nước nữa. Anh Khoai giỏi quá, cha mẹ tôi khen anh dữ lắm đó. Nãy giờ nó cũng phụ giúp tôi nhiều lắm đó cô Út. Bé xíu mà giỏi ghê á. Nó tên gì vậy anh Khoai? Nó tên đó.
Tên ngộ quá à. Nó là con chó, đen như con ó, nên tôi đặt nó là đó. Con út, mau về nấu cơm, đang áo. Cảm ơn mày nha đó. Hôm nay trời nắng quá, tao phải tranh thủ cuốc cho xong thửa ruộng này. Mày đi đâu đó đó? Rắn, đáng sợ quá, ai cứu tôi với. Cảm ơn anh, đó đã cứu tôi. Trời nắng, cô Út ra đồng làm chi? Tôi mang cơm ra cho anh. Cảm ơn cô Út. Cô Út thật tốt bụng. Mày cũng có phần nữa ngang đó. Sao bà mới đi đã về rồi? Tôi thấy con Út với thằng Khoai ngoài ruộng á. Thì tôi biểu con Út đem cơm ra cho thằng Khoai. Nè, từ nay á, ông không được để con Út đem cơm cho thằng Khoai nữa. Con gái tôi á, không thể gả cho cái thứ ở nợ với thằng Khoai. Được, tôi đã có cách để cho thằng Khoai làm việc cho nhà mình mà không phải mất vàng rồi. Hả? Cách gì? Khoai, lại đây. Dạ. Con gánh nước vất vả quá à. Uống ly trà cho mát đi con. Nè, có gì mà ngại, người nhà với nhau mà. Dạ, con cảm ơn ông bà. Thấy con vất vả mà bà thương quá à. Dạ, con hậu đậu, ông bà tha lỗi cho con. Ôi trời, bà mới nói có một câu mà đã xúc động vậy rồi hả? Nè, ông hỏi thiệt, con có muốn làm con rể nhà của ông bà không? Nhà ông bà không cần môn đăng hộ đối, chỉ cần có con rể siêng năng, chăm chỉ như con mà thôi. Có đúng là ông bà muốn gả cô Út cho con không ạ? Nhưng mà ông xem tuổi hai đứa thì 3 năm nữa mới cưới được. Con có chờ đến ngày đó được không? Dạ, 3 năm có là gì đâu, con chờ được. Vậy thì con ở lại làm cho ông bà 3 năm nữa. Tiền công coi như là tiền sính lễ. Con ráng làm đi. Nhà ông bà có mỗi cô Út à. Gia sản này để lại cho 2 đứa thôi mà. Dạ, con đội ơn ông bà, con làm việc tiếp đây. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Cây cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đây ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông, thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Nhanh lên trâu ơi, trời sắp tối rồi đó. Ha
Cách này của mình hiệu quả thiệt. Tôi đã cho đám đầy tớ nghỉ hết rồi. Mọi việc trong nhà cứ để cho nó làm hết. Cái thằng khù khờ nghèo như nó mà dám mơ con gái nhà ta hả? Con gái mình canh vàng lá ngọc, thằng Khoai đụng đến cổng tắc còn không được mà. Sao nó dám đụng vào tóc của con Út? Ông ra nói linh tinh á. Nó nghĩ làm bây giờ. Để tụi nó con Út á tránh xa thằng Khoai một chút, rồi sau 3 năm á mình kiếm cớ đuổi nó đi. Anh Khoai ơi! Anh Khoai! Tôi đây, Cút à. Tôi thấy anh chưa ăn cơm nên đem cơm đến đây cho anh ăn. Tôi hầm nóng rồi đó. Anh ăn đi cho nóng. Tôi có chừa cho anh một cái đùi gà. Anh ăn đi. Cô lấy đùi gà cho tôi ăn. Ông bà biết được la chết. Đây là phần của tôi. Tôi nhường cho anh đó. Vậy cô ăn cái gì? Không được đâu. Anh ăn đi. Ăn mới có sức để làm việc. Đùi này nhiều mỡ lắm. Tôi ăn hết sẽ mập. Tôi là ít vận động hơn anh. Sao cô Út tốt với tôi quá vậy? Sau này cô cứ ăn đi, đừng chừa thức ăn của cô cho tôi nữa. À, cô Út biết tôi thích ăn cái gì nhất không? Anh Khoai thích ăn gì nè? Tôi tên Khoai nên chỉ thích ăn khoai thôi. Anh Khoai cũng hề hước quá ha. Anh làm việc ở nhà tôi lâu như vậy, chẳng phải là vì tôi sao? Cũng may nhờ ông bà thương thách cưới 3 năm, chứ 10 năm chắc tôi cũng ráng. Cô Út có chê tôi nghèo không? Tôi thương người thật thà, tốt bụng. Ý. Chào cô Út. Anh là ai? Sao lại chặn đường tôi? Tôi tên là Sinh, con trai lớn của quan huyện. Cô phải chào hỏi tôi cho đàng hoàng đó nghe. Cha anh là quan huyện, chứ anh có phải là quan huyện đâu mà bắt tôi chào hỏi. Cô đừng ý mình xinh đẹp nhất cái làng này mà lên mặt với tôi nghe. Cô đừng có kiêu căng. Cô chê ta thì lấy được ai hơn ta? Nói ta nghe coi. Anh thả ra để tôi đi. Trông cô như vậy thật xinh đẹp dịu dàng. Không cần cậu khen. Ôi, một tiếng cậu của cô Út mới ngọt ngào làm sao. Con gái của ông đây mà, càng lớn sao càng xinh đẹp duyên dáng. Mình phải về xin cha hỏi cưới cho mình mới được. Trời ơi, ông nghĩ ra cách gì chưa? Thôi thì kiếm mối gả đại con Út đi cho rồi. Gả đại là gả thế nào? Con gái tôi á là phải gả cho con trai quan lớn mới xứng. Có phải ông bà đang nhắc tới ta không? Cậu Sinh, con trai quan huyện. Đúng là ta đây. Cô Út nhà ông bà có nhà không vậy? Cậu Sinh tìm con gái tôi có chuyện gì? Ta muốn hỏi cưới cô Út nhà ông bà đó. Hả? Chuyện đại sự, cha mẹ cậu phải qua thưa chuyện với nhà tôi chứ. Cha ta bận trăm công ngàn việc, ta cứ tự mình đến dạm hỏi trước có làm sao đâu. Ta muốn lấy ai, cha mẹ ta không có phản đối đâu à nghe. Dạ, đội ơn cậu đã nhìn trúng con gái tôi. Cậu cứ về thưa với quan lớn, chọn ngày lành tháng tốt. Dạ, nhà tôi xin nghe à. Ông bà biết vậy là tốt. Ta về à. Trời ơi, nhà mình sắp giàu to rồi. Nhưng còn lời hứa với thằng Khoai thì sao?
Tôi đã có cách khiến cho thằng Khoai phải từ bỏ việc cưới con Út rồi. Chào cô Út. Trời nắng mà cô Út đi chi cho nắng, vô chơi đá giá với tôi cho vui. Tôi không rảnh, cậu làm ơn tránh đường cho tôi qua. Trời ơi, đá giá vui lắm cô Út ơi. Qua đây. Có ai không? Cứu tôi với. Nè, trời ơi. Ngoài này đồng vắng, không có ai đâu kêu chi cho mệt. Buông tôi ra. Đâu thằng nào to gan vậy? Là tôi đây, cậu không được phép ức hiếp cô Út. Cô ấy sẽ là vợ của tao, vợ chồng của ông đã hứa gả cho tao rồi mà. Nói vậy tôi sẽ không bao giờ làm vợ cậu. Cậu đi đi. Cậu nghe chưa? Mau đi đi. Gì? Tụi bay đâu? Mau nhào vô đánh thằng này cho tao. Đó mày biết nha, 3-1 không chột cũng què. Quên nó. Đó, mày bảo vệ cô Út. Cho mày một cơ hội, mau quỳ xuống xin lỗi cậu. Cậu bỏ qua cho. Tụi bay đừng nghĩ rằng bắt nạt cậu nha. Cậu sẽ định không bỏ qua cho đâu. Cậu về cậu bỏ ra để coi mày cõi đất này được nữa không. Anh Khoai ơi, tôi vào được không? Chào cô Út. Tối rồi cô Út còn tìm tôi làm gì? Sáng làm vất vả, tối anh Khoai nghỉ ngơi, đừng có làm việc nữa. Tôi sắp xong rồi. Hôm nay đó bảo vệ cô, cô thưởng cho đó nè. Tôi đem thuốc đến cho anh. Anh bị đánh còn đau không? Hôm nay may mà có anh. Nếu không... Sau này cô Út đừng đưa cơm ra đồng cho tôi nữa, mất công lại bị trêu ghẹo. Tôi sẽ dậy sớm hơn, tự mang cơm theo từ sáng. Anh giận tôi hả? Chuyện cậu sinh, nói cha mẹ tôi hứa gả cho cậu ấy. Tôi không tin cậu ấy. Tôi tin ông bà đã hứa gả cô Út cho tôi. Cũng sắp hết 3 năm làm công rồi. Hay để tôi xin phép ông bà cho tôi được cưới cô Út về làm vợ. Khoai ơi, vô ông biểu. Dạ, ông bà cho gọi con. Ông trời ơi, sao ông ác quá vậy? Khoai ơi là Khoai, Út ơi là Út, sao mà khổ quá vậy nè? Dạ bẩm ông có khổ tâm chi, xin hãy kể cho con nghe. Ông bà mới đi xem thầy để định ngày cưới cho hai đứa, nhưng mà... con Út lành ít dữ nhiều. Sao lại lành ít dữ nhiều ạ? Thầy bói nói con Út vắng số, không làm vợ con được lâu dài con ơi. Không có cách nào giúp cô Út hả ông bà? Có. Thầy bói có nói một cách. Thầy nói là trong lễ cưới phải có một cây tre trăm đốt dựng giữa sân để cầu trăm năm hạnh phúc. Như vậy con Út cũng sẽ sống lâu được 100 tuổi. Cây tre 100 đốt, nó có thật không? Nếu có thì con sẽ đi vào rừng tìm. Vậy con ráng tìm cho nhanh nha. Ngày giờ đẹp ông bà đã định rồi, lỡ ngày đẹp là phải dời lại 3 năm nữa đó. Dạ, sáng mai con sẽ vào rừng ngay. Mình nhất định phải tìm cho ra cây tre trăm đốt mới được.
Cứu tôi với. Cứu tôi với. Ông ơi, ông sao vậy? Ta đổi quá. Tính vào rừng đào của mình, nhưng sức già không đi được xa, nên ta đành nằm đây. Con có cơm nắm đây, ông ăn đi. Vẫn còn đói lắm. Ông cầm lấy, rồi mau ra khỏi rừng sớm kẻo trời tối. Cậu cho ta hết, thì lấy gì mà cậu ăn? Ông đừng lo cho con. Con thanh niên trai tráng, nhìn một bữa có gì là khó đâu. Chàng trai trẻ, cậu thật là tốt bụng. Ông mau về kẻo trời tối. Cháu phải vào rừng đấy à? Cậu vào rừng để làm gì? Cháu đi tìm cây tre trăm đốt để làm sính lễ cưới vợ. Cậu bị lừa rồi. Trên đời này làm gì có cây tre trăm đốt chứ? Phú ông bảo có nên cháu mới đi tìm. Cháu nhất định sẽ tìm ra cây tre trăm đốt. Thôi cháu đi đây ạ. Tre ở đây cao, chắc sẽ tìm được cây tre trăm đốt thôi. Ba mươi hai, 33, không đủ, xem ra phải tìm bụi tre nào cao hơn nữa. Xin lỗi nha, vì tao chặt tre mà gia đình mày mất tổ, giờ tao không chặt nữa. Phải đếm trước, cây nào đủ 100 đốt mới chặt. 36, 37, vẫn không đủ. Đếm mãi mà vẫn chưa có cây nào quá 40 đốt. Chắc mày cũng đói rồi đúng không? Ở đây chẳng có gì để ăn hết. Đâu cần đi tìm thức ăn nữa. Nướng con chim này cũng được lót dạ đỡ đói. Ơ, ông lão, sao ông còn ở đây? Ta ăn hết cơm rồi vẫn thấy đói, nên lại vào đây tìm thức ăn. Nếu ông còn đói, để cháu đi tìm trái rừng cho ông ăn. Chim mẹ đang ấp trứng, tại cháu đốn cây tre mà gia đình chim mất tổ. Chúng ta không thể giết chết chim mẹ được. May quá, trứng chim không bị bể, chim mẹ cũng không bị thương. Xin lỗi chim nha, ta sẽ gắn lại tổ cho mày. Cảm ơn chim nhiều lắm. Ông ơi, ông đói thì ăn thêm mận đi ạ. À, trời sắp tối rồi, cháu mau về đi. Ở đây không có cây tre nào trăm đốt đâu. Cháu đã hứa sẽ hỏi cưới cô Út. Cháu nhất định phải tìm được cây tre trăm đốt. Vì sao con khóc? Bụt ơi, con tìm cây tre trăm đốt để cứu người con thương, nhưng mà tìm mãi không có. Nếu con không mang được cây tre trăm đốt về thì cô ấy sẽ lấy người khác. Con là một chàng trai tốt bụng, ta sẽ giúp con. Hãy chặt 100 đốt tre lại đây. Bây giờ con hãy nói hai lần khắc nhập đi. Khắc nhập, khắc nhập. Con đội ơn ông, con đội ơn ông. Con mau về đi, kẻo trời tối. Cây tre trăm đốt này dài quá, làm sao con vác ra khỏi rừng đây ông Bụt ơi? Bây giờ con thử nói đủ 3 lần khắc xuất đi. Chúc con luôn gặp điều tốt lành. Khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất. Con cảm ơn ông Bụt ạ.
ông lão, thì ra ông chính là Bụt. Con là một chàng trai thật thà, nhưng con cũng phải dũng cảm để đối phó với những kẻ tham lam xấu xa. Dạ, con cảm ơn Bụt, con cảm ơn ông. Thôi, con mau về nhà đi, kẻo không kịp. Mày cố lên nha, sắp đến nhà rồi. Chúng ta phải về nhà trước khi trời sáng mới kịp. Ai vậy? Anh Quại, là tôi đây. Cô Út, sao cô Út lại ngồi khóc ở đây? Cha mẹ định gả tôi cho cậu Sinh, tôi buồn quá nên bỏ trốn, chẳng biết đi đâu nên ở đây chờ anh. Ông bà chủ đã hứa gả cô Út cho tôi rồi mà, sao còn hứa gả cô cho cậu Sinh? Anh về rồi, chúng ta mau đi trốn đi, kẻo cha mẹ tôi cho người bắt. Cô Út đừng lo, tôi đã tìm được cây tre trăm đốt rồi, cha mẹ cô sẽ phải thực hiện lời hứa thôi. Anh Hoài khởi khảo lắm, ba mẹ tôi chỉ muốn lừa anh thôi. Chuyện cây tre trăm đốt cũng vậy, vì trên đời này làm gì có cây tre trăm đốt. Tôi đã có cách, cô Út yên tâm. Vàng ơi là vàng, vàng trả vào túi ông. Ông hứa, ông gửi chứ ông không ăn. Gả con Út cho cậu Sinh đố có sai. Con vàng con bạc của mình gả cho thằng Khoai nghèo khổ, có mà ngày nào cũng khoái ăn sang, sáng ăn khoai thôi. Chết rồi ông ơi, chết đến nơi rồi. Bậy bạ, ngày cưới của con gái mình sao bà nói gỡ? Trời đất ơi, con Út nó mất tiêu rồi. Trời ơi, đàn trai sắp đến rồi mà không có con Út thì làm sao mà rước dâu? Ông mau cho người đi tìm con Út về đây ngay, không á là ôm đồn với quan huyện á. Dạ, chúng con chào quan huyện. Dạ chào anh Xui. Nhanh đưa cô dâu ra để chúng ta đón về kịp giờ đẹp. Mau đưa giờ đẹp của ta ra đây, nhanh lên. Dạ, con gái tôi nó không có ở nhà. Ở đây làm gì có vợ cậu mà đòi cưới? Mày giấu cô Út ở đâu rồi? Mau đưa ra đây. Hôm ở ngoài đồng mày hỗn hào với tao còn chưa xử tội mày đó. Cha, cái thằng Khoai nè, rồi cướp dẫu con á, cha bỏ tù nó cho con đi. Cái thằng đổ móc mà đòi bấm son á. Ai cả gan đòi cướp cô dâu trước ngày cưới? Vợ chồng phú hộ, chuyện là thế nào? Bẩm quan, không phải vậy. Phú ông hứa gả cô Út cho con, nhưng nay lại không giữ lời, tham giàu sang tiếp tục hứa gả cô Út cho cậu Sinh. Cô Út biết sự tình nên mới bỏ trốn, con không cướp dâu. Có chuyện như vậy sao? Dạ, xin khoan đừng nghe lời nó. Khoai, mày nói mang cây tre trăm đốt về làm xính lễ cưới cô dâu, vậy cây tre trăm đốt đâu? Hả? Cứu con! Dạ mong ngoại thứ tội vì chúng con tham. Bẩm quan, chuyện là như vậy đó ạ. Ta hiểu đầu đuôi câu chuyện rồi. Khoai, mau giải cây tre trăm đốt để con ta được trở thành người.
ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Nhanh đi khoai, mau chặn con chó đó lại. Đó, không được ổn, đó là cậu sinh. Út ơi, mau về đây cứu cha mẹ Út ơi. Anh Khoai, hãy tìm cách cứu cha mẹ em đi. Muốn tôi thả cũng được, ông bà hãy giữ đúng lời hứa, gả cô Út cho tôi. Chúng tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Ta đã nói như vậy rồi, chẳng lẽ cậu Khoai không tin ta sao? Nhờ quan huyện viết giấy cam đoan ạ. Vì tôi đã bị lừa nhiều lần rồi, giờ tôi muốn mọi việc được chắc chắn. Còn với cái đòi cưới vợ, cha cũng chiều con. Không ngờ con lại làm cha khó xử như vậy đây. Sao lại đi cướp vợ người khác? Đây, tôi đã viết giấy cam đoan, mọi người cũng đã biết lỗi rồi. Cậu Khoai cũng nên tha cho họ đi. Ta sẽ làm chủ, không ai dám dối gạt cậu nữa đâu. Vâng, thưa quan huyện. Khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất. Thoát rồi, thoát rồi. Từ nay con không dám ăn nói bậy bạ nữa đâu. Mong cha tha thứ. Con biết lỗi rồi thì từ nay sống cho tử tế, việc gì cũng phải dựa trên đồng thuận. Cô Út đây không thích con, sao con có thể ép? Sính lễ này ta tặng lại cho cậu Khoai làm quà cưới. Chúc cậu Khoai và cô Út trăm năm hạnh phúc. Con cảm ơn quan huyện. Con cảm ơn quan huyện. Cô Út có bằng lòng làm vợ tôi không? Em bằng lòng. Cảm ơn Bụt đã giúp đỡ con. Sau sự việc, vợ chồng Phú Hộ tôn trọng tình cảm của con gái và Khoai. Khoai cần cù siêng năng nên làm ra của cải. Khoai và cô Út sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Nhà tá điền nọ có hai người con, người anh tên Toán, người em tên Từ. Toán đã có vợ, Từ vẫn còn độc thân. Người cha bệnh nặng nằm liệt giường, Từ luôn bên cạnh chăm sóc. Từ à, con phải chăm sóc cha ngày đêm, cực cho con quá. Chỉ cần cha khỏe mạnh là tụi con vui rồi, cực khổ mấy con cũng chịu. Cha đã già yếu, chẳng sống được bao lâu nữa. Nâu, Đen, tụi mày làm gì cho cha vui, để cha nhanh khỏe đi. Tụi bay vô đây phá gì vậy hả? Tụi nó chỉ làm trò cho cha vui, chị đừng mắng mà tội nghiệp. Ây da, ông làm tụi hết hồn hà. Cha già rồi, khỏe sao nổi nữa. Trời ơi, thằng Từ ngày nào cũng ở bên chăm sóc thủ thỉ với cha. Coi chừng mấy bữa nữa cha mất, gia tài á để lại cho nó đó. Từ nay á kêu thằng Từ ra đồng. Cha muốn trăn trối gì ông nghe cho đủ, không á mình lại thiệt à. Bà nói cũng phải, để tôi nói thằng Từ. Hai con xấu xí này, dám nghe lén vợ chồng tao nói chuyện hả? Từ hôm đó, vợ chồng Toán dành việc ở nhà chăm sóc cha già, bắt Từ ra đồng làm việc. Tụi mày chờ tao với. Ha, ha, cày nhanh lên để tao còn về với cha. Con gọi thằng Từ về đây để cùng nghe cha dặn dò. Bà nó ơi, ra đồng gọi thằng Từ về cho cha gặp, nhanh lên. Mình ở đây nghe cha dặn, ngu gì mà gọi thằng Từ về ghé.
Đợi mãi mà không thấy Từ về, người cha đành gọi Toán lại trăn trối. Cha cho vợ chồng con ngôi nhà, hai con chó, với mảnh đất ở mé rừng mà cày cấy. Em con chưa vợ, cho nó con trâu và mảnh ruộng gần đình để nó cày cấy kiếm tiền cưới vợ. Các con phải luôn yêu thương nhau. Cha ơi, cha đi rồi sao cha? Cha ơi, sao cha cho vợ chồng con hết vậy cha? Sao bà còn ở đây? Tôi phải ở nhà nghe cha trăn trối chứ. Đó, ông thấy không? Cha thương thằng Từ hơn, để lại trâu và ruộng tốt cho nó. Cha ơi, cha chia lại đi cha. Em thấy nóng ruột quá nên chạy về. Cha sao rồi anh? Cha chờ em mãi mà không được. Cha đi rồi. Cha ơi, cha, cha ơi. Ông tính nói sao với thằng Từ? Thì nói như cha trăn trối thôi. Ôi, sao mà ông dại vậy? Tôi với ông á phải lo sinh con đẻ cái, rồi thờ phụng cúng dỗ cha mẹ. Ông nhận mảnh đất cằn ven rừng thì cạp đất mà ăn à. Ừ ha, thằng Từ nó chưa vợ con gì, sức dài dai rộng, nó phải lãnh phần cực hơn mình chứ. Cha có dặn anh lãnh phần thờ phụng cha mẹ, nên cha để cho anh căn nhà, con trâu và đám ruộng gần đình. Còn phần em, hai con chó và mảnh đất ven rừng. À, dạ, cha dặn như vậy thì em xin nghe. Chú khỏe mạnh, lại chăm chỉ, làm gì chẳng được. Tụi mày theo tao chịu khổ rồi, không có việc gì khó hết. Nào, vào rừng kiếm cây về, làm cái trò che nắng che mưa thôi. Vốn chẳng tính toán, từ cùng hai chú chó đến miếng đất ven rừng kiếm kế sinh nhai, sống cuộc đời bình dị. Tụi mày nhanh lên, không trời tối làm mồi cho hổ dữ đó. Không đấu nổi tụi nó đâu. Trời ơi, cái móng của tôi. Mày đừng sợ, tao không làm hại mày đâu. Để tao giúp mày coi vết thương nào. Tụi mày đừng làm nó sợ, nó nhỏ xíu à. Lúc nãy nghịch phá tụi mày chút thôi, đừng có để bụng nữa. Tội nghiệp mày quá, gã thợ săn đúng là độc ác. Rồi, tao đã buộc lá thuốc, vài bữa nữa mày lại khỏe mạnh, chạy nhảy tung tăng đi chọc ghẹo khắp nơi được rồi. Mày về nhà với anh em đi, nhớ phải cẩn thận đó nha. Đen, Nâu, mình cũng về nhanh làm nhà thôi. Còn người đó thật tốt bụng. Tụi mày đừng có sợ, mình không làm hại ai thì cũng không ai làm hại mình đâu. Tụi mày chờ khoai nguội rồi ăn, không là rụng răng luôn đó. Tao sẽ cày đất trồng lúa ở bên phía đất mềm, còn chỗ nhiều sỏi đá tao trồng chuối. Nãy vô rừng á, tao nhìn thấy nhiều chuối lắm,
mình bứng cây non về trồng là có một vườn chuối rồi. Tụi mày thấy sao? Tụi mày đói lắm rồi phải không? Đi từ sáng tới giờ rồi. Tao nhường tụi mày củ khoai còn lại đó. Từ từ mà ăn nghe. Cây đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thoát như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Châu ơi, à không, chó ơi, ta bảo chó này, chó ra ngoài ruộng, chó cày thay trâu. Cây cày nối nghiệp nông gia, ta đây chó đây, ai mà quản công. Đất ở đây khô cằn, chó ăn đá, gà ăn sỏi, mà người kia cũng đến đây cày cấy. Nhưng mà hắn ta nhìn cũng khỏe, dẻo dai đó. Hát cũng hay nữa, nghe thật sướng tai. Nhìn chó đi cày thấy trâu kìa. Đồ nhiều lắm nhiều kiện. Đồ chó kéo cày, đồ chó kéo cày. Hết kéo cày thì chút lại đi đào hố trồng cây kìa. Người này khổ quá, trâu không có mà cày, cuốc cũng không có để mà đào đất, phải dùng chó để thay. Bàn tay tao làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Tụi bay đừng có chê cười. Đen, Nâu, tụi mày ra kia nghỉ ngơi để tao làm cho nhanh. Nhờ từ cùng con Nâu và con Đen chăm chỉ làm lụng, mảnh đất khô cằn sỏi đá đã thành ruộng lúa xanh ngát triệu bông, và vườn chuối trổ buồn sắp được thu hoạch. Mình đúng là không phụ công cha tin tưởng. Tụi mày cũng giỏi lắm, không có tụi mày phụ tao, không thể nào làm được vậy luôn. Chuối ngon quá, thơm quá. Tao đi chưa nha. Tôi chẳng có lao phật. Nhiều lắm kia. Ai cho tụi mày ăn chuối của chủ tao? Tụi mày muốn ăn, tao sẽ chặt cho dài buộc. Đừng có phá hết vườn chuối của tao. Tao mang ra chợ bán còn có tiền làm dỗ cha. Tôi vốn trồng chuối dù sao cho tụi mày ăn ké nữa. Đây là người cứu chúng ta khỏi thợ săn độc ác. Còn hai lá rút băng bó vết thương cho ông nhanh lành nữa. Người này thiệt tốt, người này thiệt tốt. Thấy Từ hiền lành tốt bụng, bầy khỉ thường đem nhiều đồ ăn đến cho anh cho đến một ngày. Tụi mày không thích ăn rau chứ gì? Vậy để tao ăn. Rau này lũ khỉ cho, ngon lắm á. Sau này tao ăn xong tao thấy buồn ngủ quá. Tao ngủ một chút đây. Tụi mày lo canh lúa nha. Không biết ăn phải loại rau gì mà Từ lăn ra ngủ say như chết. Lai mãi không dậy. Cho chúng ta xin mấy buồn chuối đi. Chuối của nhà ngươi ngon lắm. Cháy nhà rồi, cháy nhà rồi. Có người ăn trộm lúa kìa. Chúng ta ăn hết vườn chuối của ngươi rồi. Xin lỗi, ta đã cố gắng hết sức. Con người này chết rồi. Chúng ta hãy làm phước, mang con người này đi chôn đi. Đây là con người rất tốt bụng. Tội nghiệp hai người quá. Nếu không chê thì hai người có thể nhập bọn với chúng ta. Đến chôn người này ở đâu nhỉ? Hầm vàng hay hầm bạc? Chôn mới hầm bạc cho gần đi. Chôn mới hầm vàng á, ở đó đẹp hơn. Được rồi, vậy người này rất tốt bụng nên sẽ chôn người này ở hầm vàng. Các ngươi nhanh chân lên.
nâu đen có phải không? Mà đây là đâu? Sao tôi lại ở đây vậy? Tao ăn trúng đầu, ngủ ngon rồi ngủ sao như chết, nên bày khỉ cho tụi mày mang đi chôn có đúng không? Ây da, Giang, tao đang mơ có phải không? Giang dịu quá. Thôi, như vậy là đủ rồi. Lấy nhiều quá, tao không biết làm gì. Tụi mày nhớ đường về phải không? Mau đưa tao về nhà đi. Có khi nào nó về đòi chia tài sản không bà? Nó muốn chia lại tài sản thì phải bước qua xác tôi. Xác bà mà kêu thằng Từ bước qua e hơi khó đó nha. Anh chị có khỏe không? Khỏe để đánh nhau với chú hả? Chú về đây làm gì? Dạ, em đã thu hoạch xong mảnh ruộng gian rừng, bán được ít tiền về gửi anh chị làm vỗ cho cha. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện tiền nông á là chị dễ lắm, ai đưa là chị nhận à. Em còn tính hỏi chuyện nhà, chuyện ruộng, chuyện trâu nữa. Chú đòi chia lại tài sản phải không? Dạ không, em có chút vàng, tính nhờ anh chị giúp em tậu nhà, tậu ruộng, tậu trâu. Wow, sao chú có nhiều vàng vậy? Hay là cha giấu vàng ngoài ruộng? Dạ, làm gì có. Chuyện là như vậy nè. Ồ, chú Từ nè, lâu nay á anh chị lo cho chú lắm, chú vất vả quá à. Anh chị tính vậy, năm nay chú về lại mảnh ruộng bên đình mà cày cấy, để anh chị ra mảnh đất ven rừng làm thay cho chú, được không? Anh chị mang theo con nâu và con đen ra đó để canh trộm, với lại á, chúng cũng thạo việc ngoài đó hơn con trâu nhà này. Dạ, anh chị nói vậy thì em xin nghe. Thì hát đi, phải hát to lên mới dụ tụi khỉ tới được. Cây đồng đang bụi bằng chưa, mồ hôi thanh thoát như mùa ruộng cày. Ai ơi, bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cây muôn phần. Trời ơi, ai hát mà nghe kinh khủng vậy trời? Nhìn tụi nó sợ quá ông ơi. Bà cứ bình tĩnh, tôi tưởng tụi nó phải sợ bà chứ. Người kia chết rồi, lại có thêm hai người khác đến. Về với cậu Từ đây. Chó mà đòi chơi xương à. Sao tụi khỉ gió không mang rau, mang thịt cá đến vậy ta? Mình nằm ra đây giả chết cho nhanh. Cái rau đó ăn vào mình ngủ say như chết, rồi biết tụi nó khiêng mình đi đâu. Ý này hay à nha. Hai người này yếu quá, mới mấy hôm đã lăn ra chết rồi. Không bằng người kia, cho chúng ta ăn bao nhiêu chuối rồi mới chết. Người này chết thiệt rồi, người này chết thiệt rồi. Lại phải mang đi chôn nhanh thôi. Chôn mới hầm vàng hay hầm bạc? Chôn mới hầm vàng với người kia. Người này nặng quá, chôn ở hầm bạc cho gần nè. Đừng chôn chúng ta ở hầm bạc. Chôn ở hầm vàng với ngành siêu giá.
giật mình hoảng sợ vì ngỡ người chết sống dậy. Bầy khỉ tung hai vợ chồng lên cao rồi bỏ chạy. Vợ chồng Toán vì tham lam mà bỏ mạng trong rừng sâu. Từ chào mãi không thấy vợ chồng anh trở về nên ở lại giữ nhà, thờ phụng cha mẹ, tiếp tục chăm chỉ cày bừa. Người ở hiền thường gặp lành, lại lao động chăm chỉ nên gặt hái được thành quả xứng đáng. Người toan tính tham lam rốt cuộc chỉ thiệt thân. Ngày xưa, ngày xưa, có một chàng trai trẻ chưa vợ tên là Tắc. Một hôm, anh vào rừng kiếm củi. Đang ngủ ngon thì bị phá đám, thật là đáng ghét. Hôm nay là một ngày thật đẹp. Đây rồi, đến trốn hả con? Ôi trời ơi, con chim sẻ đòn ngon thịt ngọt xương lắm đây. Mày chạy đâu cho thoát? Đứa nào ném tao? Đứa nào? Lại là người phá đám ta. Đồ chim dữ, cút đi. Hãy đợi đây, ta sẽ trả thù này. Nè, ăn đi cho đỡ sợ. Ăn thật tốt bụng, anh hãy đợi ở đây nha. Đây là lọ nước thần, có phép làm cho người già thì trẻ lại, vật nhỏ thì lớn thêm. Trần gian không ai có. Đặng anh định ăn cướp mạng. Tạm biệt. Thơm quá, nhưng chắc ta chẳng khi nào cần dùng đến. Nhà hắn đây rồi, hãy đợi đấy. Lại là tiếng con quạ xấu xí, mình mà bắt được sẽ bứt trụi lông đó. Không lấy khoai mà lại lấy thanh củi, mình phải đi theo nó coi sao. Ta đốt cháy nhà chẳng biết tay. Cháy lòng ta rồi. Xin lỗi anh, vì con quạ đó gấp củi tôi đang nướng khoai đốt nhà anh. Mai vẫn còn khung nhà, tôi sẽ lợp lại. Giờ thì có nhà mới luôn rồi. Cô giúp tôi mà mặt đen thùi lùi và bị thương rồi sao? Không phải, tôi vốn xấu xí như vậy rồi. Xin lỗi cô nha. Tôi mồ côi vì đen đúa, xấu xí nên người trong làng đuổi tôi đi. Tôi sẽ giúp anh dựng lại nhà, có được không?
Tắc và Mai ngày càng thân thiết, thương Mai cô đơn vất vả. Tắc đón Mai về nhà, cả hai nên vợ nên chồng sống hạnh phúc bên nhau. Mùi thơm quá. Mình về rồi hả? Cô mình có sao không? Cô là ai? Tôi không quen cô. Mình sao vậy? Mình có bị sao không? Tôi hỏi cô, cô là ai? Sao lại vào nhà tôi? Em là Mai nè, là vợ của mình đây. Ta còn giật mình, huống chi ngươi. Giọng nói, dáng người, quần áo, đúng là vợ mình. Nhưng vết bớt trên má đâu? Da lại trắng như bông bưởi. Em lấy lọ nước thơm mình dắt ở mái nhà ra tắm gội. Đúng rồi, lọ nước thơm. Hồi ấy tôi cứu con chim sẻ nên được nó tặng. Tôi tưởng nó nói linh tinh, nào ngờ vẫn còn một ít. Hay mình cũng lấy tắm đi. Tôi cần gì, mình đẹp là được rồi. Quá yêu thương người vợ xinh đẹp, không muốn rời nửa bước. Nhưng công việc hàng ngày thì vẫn phải làm, nên Tắc đành thuê người vẽ tranh vợ để mang theo, lâu lâu lấy ra nhìn cho đỡ nhớ. Mình đi làm nha. Em đã làm món nước mát cho mình rồi. Lúc khác mình nhớ uống nước, đừng có mê làm quá, sẽ mệt đó. Ngày nào mình cũng gặp nhau, mình mang tranh vẽ của em theo làm gì? Mình nhớ em á, thì trưa em mang cơm vào rừng cho mình. Vào rừng vất vả lắm, làm quá trưa tôi về. Trả bức họa cho tôi. Thiệt là mình vào rừng cẩn thận đó. Sao vợ mình càng ngày càng đẹp, lại ăn nói ngọt ngào như vậy? Thật là ở đâu lại có người đẹp như thế này? Người mau tìm hiểu xem người này có thật ở ngoài đời hay không. Quan đại thần giúp nhà vua đi tìm người đẹp trong tranh. Trên đường đi thấy người dân đói khổ, quan bỏ tiền mua lúa gạo để phát cho dân nghèo. Các người mau phân phát gạo này cho dân đi. Người tạ ơn quan. Mọi người xếp hàng nhận gạo theo thứ tự. Quan lớn đã nói vậy thì ai cũng có phần. Dân phải no đủ thì đất nước mới giàu mạnh được. Các người có biết người trong tranh này không? Dạ, đây là bức tranh của tôi, đây là vợ tôi. Đúng là người trong tranh rồi. Có chuyện gì sao? Tôi cho người họa tranh vợ tôi, có gì sai? Ngươi không làm gì sai cả, nhưng nhà vua có lệnh, người phụ nữ trong tranh này phải tiến cung. Không được, đây là vợ tôi.
cãi lệnh vua là tội chết. Vẽ chân dung vợ đem theo đi làm để ngắm cho đỡ nhớ, ngờ đâu quả từ đó mà ra vợ chồng tắc mai bỗng dưng bị chia cắt. Nàng thì ủ rũ, còn chàng thì cũng không còn tâm trí để làm việc gì. Nhìn Bụ Hành sau khi được tưới nước thần trở nên to lớn lạ kỳ, chặt tắt nảy ra ý hay để cứu vợ. Hương Quý Phi, mời người dùng bữa. Đã nhiều ngày người không ăn không nói rồi, kéo dài như vậy sẽ tổn hại đến sức khỏe. Về phần nàng Mai, dù được vua yêu mến đem về cung, nhưng lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ về người chồng ở quê nhà. Nàng buồn đến mức không nói cười, không tô son điểm phấn, cũng không cho ai đến gần, khiến nhà vua rất đau đầu. Trẫm tặng nàng mà sao nàng không đón nhận? Hành ơi, giúp ta lần này nha, nhất định ta phải cứu vợ ta về. Nàng Mai, từ khi vào cung đến nay vẫn nhất quyết không nói cười. Nhà vua suốt ngày cứ mãi nghĩ đến người đẹp mà quên cả việc triều chính, khiến quần thần vô cùng thất vọng. Cho truyền chú Hề đến mua vui. Hay, hay lắm. Cho truyền Lăng Y vào. Cho truyền Pháp Sư vào.
nhà vua không chăm lo cho dân chúng, chỉ lo rượu chè, lấy lòng người đẹp. Đất nước này cần một vị vua anh minh hơn. Anh kia, đi chỗ cái mà bán. Vua công đất ăn hành. Ông kia, mau trả giờ lại cho ta. Mau trả giờ lại cho ta. Ngươi giỏi lắm, tìm đến tận đây. Vì vợ ngươi mà vua suốt ngày bắt ta tìm người giúp vợ ngươi cười nói, chẳng lo việc nước. Nếu có quyền, ta cũng trả cho ngươi rồi. Nghe nói ông rất yêu nước thương dân, sao ông không lên làm vua để con dân được nhờ? Ngươi nói vậy là cả ta và ngươi đều bay đầu như chơi. Tôi xin ông đó, hãy trả vợ cho tôi. Quan đại thần nói sao bức tường này là dừng qua, nếu ta rao vợ ta sẽ nghe được. Dọc bằng đòn gánh cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Nàng cười rồi, nàng cười rồi. Mau tìm người rao hành vào đây, ta muốn thấy nàng cười nữa. Ngươi hãy rao đi, nàng cười càng lớn ta thử càng nhiều. Dọc bằng đòn gánh cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Mau cởi áo ra, đưa gánh hành đây, tự ta sẽ làm người đẹp cười. Dọc bằng đòn gánh cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Tên kia, ngươi dám làm người đẹp của ta không? Quân bay đâu? Bắt hắn nhốt vô ngục. Thả ta ra, ta là vua, các ngươi chớ làm loạn. Ngươi là tên bán hành, dám làm loạn trong cung, quân đâu? Bắt hắn. Dạ, ngài mới xứng đáng làm vua. Tôi chỉ muốn đưa vợ về lại quê nhà. Ta chúc vợ chồng ngươi sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Ngày xưa, ở xứ Giao Châu, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú tên là Mai Yến. Chàng thông minh khéo léo, đặc biệt gieo trồng là cây tươi tốt, đơm hoa kết trái. Chàng hiếu thảo với mẹ già và được lòng các em nhỏ. Năm nay Mai Yến lại trúng mùa rồi. Bác quá khen rồi. Mai Yến quả là mát tay, trồng cái gì á sai quả cây ấy. Dạ thưa bệ hạ, trời nắng quá, chúng ta nghỉ một lát được không ạ? Chúng ta sắp đến nơi chưa? Tâu bệ hạ, sắp đến làng Hoa rồi. Tối nay nghỉ ở đó một đêm, ngày mai xem hỏi làng ạ. Dạ thưa bệ hạ, sao người không cho tùy tùng theo hầu hạ mà di hành như thế này, lỡ gặp chuyện gì? Bệ hạ ơi, cô gia, cô gia. Cứu ta với, cứu ta với. Có ai làm sao không?
Trời ơi, con ngựa từ đâu phóng ra làm tôi trở tay không kịp. Ông ấy bất tỉnh rồi, chắc bị hoảng loạn quá. Để tôi đưa ông ấy về nhà chữa trị. Ta đang ở đâu? Ông đã tỉnh lại rồi. Ông đang ở nhà mẹ con cháu. Anh đã cứu ta. Dạ, cháu không dám. Cảm tạ chàng trai trẻ nghĩa khí đã cứu giúp người xa lạ. Ta có thể làm gì để đền ơn cậu đây? Ông đừng khách khí. Cháu làm việc tốt, đâu phải để báo ơn. Ông đừng nghĩ nhiều. Nhà có một ít cháu, ông dùng tạm cho lại sức. Còn tôi nói phải đó. Xin mời ông ăn chút cháo cho ấm. Hình như ông không phải là người ở đây. Đúng vậy, ta ở kinh thành, đến xem hội ở làng này. Vậy ngày mai để cháu đưa ông đến tham dự lễ hội. Còn giờ mời ông ăn ít trái cây nhà trồng. Những loại quả này thật to, ta đã từng ăn qua, nhưng không ở đâu lại ngon như thế này. Cậu nói là cậu tự trồng những thứ này sao? Đúng vậy, không giấu gì ông, nhà tôi chẳng may mất sớm, một mình con tôi phải xoay sở đồng áng trồng trọt thêm trái cây. Được cái là nó siêng năng nên trời thương cho cây trái được mùa lắm. Tối còn tranh thủ dạy cho mấy đứa nhỏ trong làng nữa. Cậu quá là người con có tài và có hiếu, còn có lòng thương người nữa. Ông quá khen rồi. Cháu thích trồng trọt và tìm tòi cái mới. Cháu dạy học cho các em nhỏ để truyền lại những gì đã học cho mọi người thôi ạ. Ta có một nguyện vọng như thế này, xin mẹ con bà chấp nhận. Mời ông cứ nói. Ta đây không có con trai, chỉ có một đứa con gái. Hay là bà cho phép ta mở lời hỏi con trai bà làm rể cho nhà ta? Sau khi thuyết phục Mai Yến làm con rể không được, thế hay là cháu có bằng lòng nhận ta làm cha nuôi không? Bà có cho phép tôi được nhận cậu đây làm con trai nuôi, an ủi tuổi già của tôi được chăng? Nếu ông đã quyết lòng yêu mến Mai Yến con tôi cũng không phản đối. Hôm nay trời cho ta gặp Mai Yến, xin trời đất và tổ tiên chứng giám cho ta nhận chàng trai này làm con trai nuôi để an ủi tuổi già cô đơn. Vậy con trai nuôi Mai Yến xin được kính dâng cha chén trà, chúc cha sức khỏe dồi dào, sống thọ muôn tuổi. Tốt, tốt lắm, tốt lắm con trai à. Bệ hạ ơi, người ở đâu? Thần mỏi chân quá rồi, không tìm được bệ hạ, chắc thần chết mất. Ôi, tự nhiên cái đói bụng ngang vậy. Thôi, cứ tìm gì ăn trước đã rồi tính. Vì ai mà thần khổ như thế này? Trèo lên, lên, trèo lên, lên cây bưởi hài hòa. Chim sáo ăn giỏi nha, lớn nhanh còn đưa thư cho người. Nàng ba, muốn ta đưa thư cho ai? Người ấy ở ngay trong làng, cần gì đưa thư? Không biết nữa, ở ngay trong làng mà ta vẫn nhớ chàng. Nàng ba nhớ chàng nào? Nhớ chàng Mai, nhớ chàng Mai. Chàng đi đâu mà sớm vậy? Nàng không biết gì sao? Hôm nay lễ hội ngoài sân đình, ta thi nấu cơm chạy, nàng nghe có hài hước không? Năm nào chàng cũng đi thi, có gì đâu mới. Chàng cứ mãi mê công việc quá, quên cả thiếp. Để ta đánh tiếng với ông Tơ bà Nguyệt, cho chúng ta về một già, khỏi phải nhớ thương. Cha nuôi, mẹ và nàng ngồi đây cổ vũ cho con thi nấu cơm chạy nha. Đi đi con. Con là cô gái mà Mai Yến muốn cưới làm vợ à? Quả là một cô gái đoan trang. Ta đã hiểu vì sao Mai Yến luôn một lòng chung thủy với con.
biết là bệ hạ có ở đây không nữa. Bệ hạ, bệ hạ yêu quý ơi, thần đây, người có làm sao không vậy? Bệ hạ dạng tôi. Cha là... người là... Đúng vậy, ta là Hùng Dương. Mai Yến hôm qua đã cứu ta khi gặp nạn, dù không quen biết. Qua tiếp xúc, ta mến tài đức của Mai Yến, nên đã bái tế trời đất nhận làm con nuôi. Nhưng thưa bệ hạ, giúp người không phải để người trọng ơn, xin bệ hạ đừng câu nệ. Con hãy quỳ xuống để ta truyền chỉ. Mai Yến, từ nay con sẽ là hoàng tử Mai An Tiêm, con trai nuôi của ta. Thời gian qua nhanh, Mai An Tiêm đã ở kinh thành được 3 năm. Từ ngày có An Tiêm lo mãn nông nghiệp, dân chúng giỏi cày cấy, lúa tươi tốt, bội thu, dân no ấm. An Tiêm, con làm việc rất tốt, nhưng sao trông con có vẻ không vui? Dạ, thưa bệ hạ, được người ban ơn, con làm quan phụng sự đất nước. Con chỉ nhớ quê nhà, và mẹ già đang phải nhờ nàng ba chăm sóc. Ta biết con vốn là người trọng nghĩa, vậy ta cho con về thăm mẹ và nàng ba ít ngày, rồi đưa họ đến kinh thành để ta định hôn lễ cho. Đội ơn bệ hạ, đội ơn bệ hạ. Tâu bệ hạ, hoàng tử An Tiêm được bệ hạ chú ý tới đã là vinh dự mà sao lòng còn vương vấn quê nhà như vậy? Phải chăng là có ý hai lòng, không hoàn toàn phụng sự người? Ta hiểu An Tiêm, hắn là người chung thủy, một lòng với nàng ba. Thậm chí hắn còn từ chối hôn sự với công chúa con ta. Dạ bẩm, hắn dám chơi công chúa hay sao? Thật đáng tội khi quân, phải bắt hắn chịu tội. Người nghĩ một mà không nghĩ hai. Giả như hắn nhận lời lấy công chúa, phụ nàng ba, thì có phải hắn cũng là người chẳng ra gì? Ta có thể bằng lòng cho con gái ta lấy người bạc tình bạc nghĩa như vậy sao? Dạ, bệ hạ dạy chi phải, thần quả thật ngu muội. Nàng ba, An Tiêm đã được nhà vua đồng ý gả công chúa cho rồi, nàng cứ yên tâm lấy chồng đi. Hả? Ngươi là ai? Sao lại cản đường ta? Nhà vua đã ra lệnh, người không thuận ý lấy công chúa thì không được lấy ai nữa. Giờ ngươi quay về cung lấy công chúa, hoặc là ta sẽ lấy mạng ngươi. Nàng ba, nhà ngươi thật là vô dụng. Có một tên nông dân mà cũng không làm gì được hắn nữa. Dạ, hắn khỏe quá đại quan. Thưa bệ hạ, có chuyện cấp báo, cấp báo. Sao ngươi lúc nào cũng như con lật đật vậy? Có gì thì nói luôn đi. Mai Yến, chào quên, hoàng tử Mai An Tiêm đã cưới nàng ba ở quê nhà rồi. Áo mặc sao qua khỏi đầu. Trên danh nghĩa cậu ta là con nuôi của bệ hạ,
sao có thể tự ý quyết định hôn sự của mình chứ? Nếu bệ hạ không tin, thần xin trực tiếp đi xác minh. Hoàng tử Mai An Tiêm cùng vợ xin bái kiến. Chúng con bất hiếu, xin được đến tạ lỗi cùng cha. An Tiêm, ta đã nói con đem mẹ và nàng ba đến kinh thành định hôn và ổn định cuộc sống gần ta, sao con lại cãi lời? Con thật sự không coi ta là cha mình hay sao? Con giải thích đi. Dạ bẩm bệ hạ, con vẫn nhớ lời người dặn, nhưng có người đã mạo danh bệ hạ đến đe dọa không cho con lấy nàng ba. Con lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ra, nên mạo muội thành hôn với nàng trước, rồi mới đến đây xin lời chúc phúc của cha sao ạ? Thật vậy sao? Kẻ đe dọa đó là ai? Bẩm, con đã để hắn chạy thoát, con cũng không điều tra được gì. Dạ tâu bệ hạ, đó chỉ là lời bào chữa phiến diện của An Tiêm, không bằng không cớ, làm sao tin được ạ? Thôi, bỏ đi, con cũng đã đến đây thỉnh tội, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng ý ta đã quyết, ngươi đừng nhiều lời nữa, mau đi lấy quà ta tặng cho vợ chồng An Tiêm ra đây. Bẩm bệ hạ, vợ chồng con nhà quê chẳng có gì ngoài ít trái cây nhà trồng, kính dâng lên bệ hạ. Được, được, ta hài lòng lắm. Lần này con đưa mẹ vào kinh luôn chứ? Tâu bệ hạ, con xin thú thật, lần này chúng con vào trước là để thỉnh tội, sao là xin phép cha cho con được từ quan về quê sinh sống. Con không ở gần để chăm sóc, đỡ đần công việc cho ta sao? Xin người chớ lo, những việc bên khuyến nông con đã sắp xếp đâu vào đó. Chốn quan trường thật không hợp với con ở quê, nhưng người có thể gọi con bất cứ khi nào. Thôi được, ta hiểu tâm hồn con, không thuộc về nơi này, ta sẽ chấp thuận cho con. Dạ, con xin tuân mệnh. Để rồi xem, thái độ đó trước sau gì cũng khiến người hối hận. Hãy đợi đấy. An Tiêm sống vui vẻ điền viên với nàng ba và mẹ. Vài năm sau, họ có một người con trai tên là An Đức. Những khi có việc cần, nhà vua thường cho triệu vàng, nhưng An Tiêm hay kiếm cớ từ chối hoặc biên thư để giải quyết công việc. Mỗi lần có thư của triều đình, chàng thường chau mày suy nghĩ. Vì mọi thứ đều không đơn giản, quan Lễ Hùng vẫn còn dòm ngó ta. Ngày mai là sinh nhật cháu ta, ngươi hãy đem miếng ngọc này đến làm quà cho nó. Dạ, tuân lệnh. Dạ, dạ. Hãy tha cho tôi. Tôi không có lỗi gì hết. Quan Lễ Hùng muốn tặng quà cho con trai của các người. Quà cho con trai ta? Sao phải tặng trong đêm hôm như ăn trộm vậy? Ta không tin. Vì sợ ngài không nhận nên tôi lén đến tặng. Tặng quà mà lén lút, có phải hắn muốn hối lộ ta? Dù hắn nhúng tay vào bên khuyến nông, ta phải bắt ngươi về đối chứng. Quan Lễ Hùng, ngài nói xem những thứ này là thế nào. Hoàng tử An Tiêm, ngài nói gì vậy? Đây là quà cho ngài và con trai của ngài. Tôi biết ngài không màng châu báu, nhưng... Đúng vậy, tất cả những gì ta có được hôm nay đều do hai bàn tay ta làm nên, há đâu lại tham những của cải phù phiếm như thế. Ngài biết thế còn đem tặng ta là có ý gì? Đó thật là suy nghĩ của con sao? Con không nhận quà ta ban cho mà còn tỏ thái độ bất bình. Thưa cha, rõ ràng đây là quan Lễ Hùng sai người mang quà đến hối lộ con. Đây là của bệ hạ đặc biệt tặng sinh nhật con trai ngài, ta chỉ thêm một ít gọi là thôi, sao ngài lại gọi là đồ hối lộ? Thưa cha, rõ ràng quan Lễ Hùng sai thích khách đến lấy bỏ quà vào nhà con. Ngài có bằng chứng gì mà kết tội ta, hay chỉ cố bao biện che mắt bệ hạ? Dạ, con có bắt được tên thích khách. Người đâu, đưa hắn vào. Bẩm hoàng tử An Tiêm, đưa ai vào ạ? Ngoài cổng chỉ có cái xe của ngài, không hề có ai khác. Hả? Lúc ta vào đây đã nhờ bọn lính ngoài đó canh gác kia mà. Bẩm, bọn lính canh nói ngài đi thẳng vào, không hề nhờ ai canh cái gì ngoài xe cả ạ. Ngài nói gì vậy Mai An Tiêm? Một tên thích khách vô hình mà ngài bịa ra thì làm gì có thật? Thưa cha, con...
ta thật không ngờ. Dạ, bởi vì vì bệ hạ quá chiều hắn, bệ hạ thương hắn cùng hơn con đẻ. Người im đi. Người sống đều cần xã hội, đều cần tương trợ hợp tác với nhau. Nếu người đã muốn tự thân tự lập như vậy, coi ra ta cũng nên tòa ý cho ngươi. Đài Mai An Tim ra quan đảo, nơi nào thật cằn khô, không có cây lúa nào sống nổi. Lăng Ba, có tiếng rồi. Nghiêm trọng vậy sao? Con nói chuyện với ai vậy? Có chiếu chỉ của triều đình, gia đình họ Mai tiếp chỉ. Mai An Tim kháng chỉ nhiều lần, dựa vào chút tài coi thường bổng lộc triều đình, lẽ ra là tội chết. Nhưng còn mẹ già con dại nên đầy Mai An Tim ra đảo quan. An Tim chàng, vậy là sao? Không phải chàng vào kinh để... để chọc tức bệ hạ, có phải ý nàng là thế? Bệ hạ thật là nhân từ, khi cho ngươi về tươi việc gia đình. Mau đi không chậm trễ, giờ lên thuyền ra đảo. Ta đã bắt bậy quá, nên làm vua cha nổi giận. Nàng hãy cố gắng ở nhà lo cho mẹ và con. Giờ ta... không được, thiếp không rời xa chàng. Thiếp và con sẽ đi theo chàng. Thưa ngài, cho tôi được đi theo chồng. Gia đình chúng tôi không thể sống thiếu nhau được. Được rồi, ta sẽ tội nguyện cho gia đình ngươi ra đảo quan. Gia đình ngươi chỉ có lương thực cho 5 ngày, không được mang theo bất cứ thứ gì ở đất liền, để xem ngươi xoay sở ra sao. Bà ơi, xa bà con sẽ nhớ bà lắm. Tội nghiệp cháu tôi, có tí tuổi đầu phải xa quê nhà. Con hứa với mẹ, có ngày sẽ trở về đất liền cùng cả nhà ta sống yên vui. Cha ơi, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu? Con giúp mẹ nhóm lửa nấu cơm nha. Cha đi vòng quanh xem có cành cây nào không để dựng lều ngủ. Mẹ ơi, con sợ quá à. Ở đây hang quân thế này, hết đồ ăn thì ta sống sao được ạ? Bao quả trứng này gà mẹ đã ấp rồi, con chịu khó ăn cơm trắng nha. Chờ trứng nở thành con, nhà mình sẽ có đàn gà để nuôi nha. Dạ, con chờ trứng gà nở. Hôm nay chúng ta đều đã mệt rồi, vào đây ngủ tạm tránh thú dữ rồi mai tính tiếp. Ta vừa thấy An Tim đánh nhau với cọp dữ. Lẽ nào ta đã trách phạt nó quá nặng? Không biết lúc như thế nào rồi. Cảm ơn nàng đã ra tay kịp thời. Cha ơi, cha có sao không cha? Không sao rồi con. Thời gian trôi qua, cuối cùng gia đình Mai An Tim cũng dựng được ngôi nhà nhỏ. Đang coi, chúng ta có nước ngọt rồi. Có tin gì của vợ chồng An Tim không? Mấy ngày nay trời giông gió thiên tai không ngừng, dân tình mất mùa lao đao. Không biết gia đình An Tim ngoài đảo thế nào rồi. Người vẫn còn lo cho hắn sao? Người vẫn chu cấp cho mẹ hắn kia mà. Vậy thì sao? Còn ngươi, tại sao lại để cho vợ con hắn đi theo chịu khổ? Vậy khác nào ta là vị vua ác độc đầy ải cả phụ nữ và trẻ em? Dạ, tại vợ con hắn cứ khăng khăng, nên thần cũng không còn cách nào khác. Vậy ngươi đã cho người ra đảo thám thính chưa? Dạ, thưa có ạ. Nhưng trời mưa gió biển động mấy ngày nay, nên chưa thuyền nào dám ra khơi cả. Chúng ta đã hết lương thực rồi,
còn một ít thóc, thiếp phải để dành gieo hạt. Ta sẽ vào rừng kiếm những loại rau củ ăn được, nàng cứ giữ hạt giống để gieo hạt. Cha ơi, mẹ ơi, con biết bắt cá rồi. Con trai của mẹ giỏi quá, nhờ con cả nhà hôm nay có cá nướng thơm ngon đây. Mấy hôm nay trái gió trở trời, con không khỏe hơn được chút nào, thiếp lo quá chàng à. Có thiền, có thiền. Xin chào, tôi là thuyền buôn đi ngang qua vùng biển này gặp bão, nên thuyền bị hư hại không ít, lại hết nước ngọt. Xin hỏi có thể giúp cho xin ít nước ngọt không? Chúng tôi có giếng, huynh cứ neo lại đây để tôi giúp sửa thuyền. May mắn quá, cảm ơn rất nhiều. Tôi biết lấy gì trả ơn huynh bây giờ? Con trai tôi đang bị ốm, không biết trên thuyền huynh có thuốc thang gì không? Cha tôi là thầy thuốc nên tôi cũng có chút kinh nghiệm, để tôi thăm bệnh cho cháu. Cháu bé bị phong hàn nhưng nhẹ thôi, tôi mang ơn vợ chồng An Tim huynh giúp đỡ lúc hoạn nạn, tôi xin đem chút thuốc này để báo đáp. Cảm ơn huynh. Đa tạ trời đất, có số nước ngọt này chúng tôi có thể sống tiếp rồi. Huynh cứ tự nhiên, hay là mỗi lần đi ngang đây huynh có thể ghé chỗ tôi lấy nước ngọt. Đổi lại tôi xin nhờ huynh đưa thư vào đất liền được không? Được, có trạm dừng chân ở đảo này quả là may mắn cho chúng tôi. Chiếc thuyền hôm nọ đưa tin cho chúng ta, sao lâu quá vẫn chưa trở lại hả chàng? Thiếp mong tin của mẹ từ quê nhà. Ta cũng vậy, nhưng một lần đi buôn của họ cũng mất vài tháng, chúng ta phải kiên nhẫn. Chim ăn được thì người ăn được. Chàng cẩn thận. Đây là loại quả gì? Mình chưa từng biết. Cha thấy sao cha? Ngọt ngọt, mát nữa. À, hay ta chọc thử loại trái này xem sao. An Đức ơi, dậy đi, trời sáng rồi, quả chín rồi. Cha ơi, cha ơi, cha ra mà xem nè, hôm nay trái lớn rồi á. Con vào gọi mẹ ra đi, trái màu xanh đẹp quá. Bảo ra đi An Tim, bảo ra đi. Hôm nay chúng ta thử xem quả này ra sao nha. Đẹp quá, vỏ thì xanh thật xanh, mà ruột thì đỏ thật đỏ. Ngọt lắm, quả này nhiều nước, thật ngọt liệm. Ngon quá cha mẹ ơi, con muốn ăn hết một quả luôn. Cảm ơn trời đất đã cho chim mang hạt này. Cha ơi, ta nghĩ xem nên đặt tên quả này là gì. Cây bò sát dưới đất, giống như các loại dưa trên đất liền ở quê ta, nên gọi là dưa. Quả có màu đỏ rất đẹp, nên ta gọi là quả dưa đỏ nha. À, dưa đỏ, dưa mới trên đảo Hoàng. Người kia, đến đây dòm ngó gì? Thưa đại quan, tôi có thư của Mai An Tim ngoài đảo quan gửi cho nhà vua. Hả? An Tim, đưa ta. Nhưng thưa ngài, đưa bức thư cho ta. Ta sẽ để cho tên kiêu căng như hắn làm chúa đảo, còn ta sẽ mãi là người mà bệ hạ yêu quý và tin tưởng nhất. Hình như đây là một hòn đảo, không biết có người không. Tôi đói quá. Ta hãy vào trong xem. Nhìn kỹ xem, nó bị xích rồi. Ai đó? Có người, mà bắt lấy. Các ngươi là ai? Mà bắt trói hắn, lại cướp hết nhà hắn cho ta.
Tên thích khách lúc trước đột nhập vào nhà ta đi mà. Là ngài. Xem ra ngươi cũng nhận ra ta rồi. Không ngờ tôi đi làm cướp biển cũng không thoát khỏi ngài. Ngươi là người của quan Lễ Hùng, sao lại đi làm cướp biển? Không giấu gì ngài, họ đã dẫn tôi đi định thủ tiêu tôi, nhưng may mà tôi thoát được, không dám quay về đất liền, đành ra biển làm cướp như thế này. À, ta hiểu rồi. Không ngờ quan Lễ Hùng lại xảo trá như vậy. Chú này, có vẻ đó rồi cha ạ. Đúng là mấy ngày nay mưa bão, chúng tôi chẳng cướp được gì, đói bụng quá. Thưa, giờ ngài đã bắt được chúng tôi, ngài muốn xử chúng tôi thế nào cũng được, không dám than trách. Phiền nàng hãy nấu thật nhiều cơm mang ra đây. Dạ. Ở đảo này có trồng lúa, trồng dưa, các ngươi đừng đi cướp bóc nữa. Hãy ở lại đây làm ruộng với gia đình ta một thời gian. Tuy cực nhưng mà công việc lương thiện, đêm ngủ không cần lo. Ngài nói thật sao ngài An Tím? Ngài không giận tôi sao? Các anh cũng chẳng khá hơn trước, nên chăng chúng ta gác lại mọi bất hòa để cùng nhau sống sót trên đảo quan này. Vợ tôi nói đúng đó. Các anh cứ ăn đi, sau đó quyết định xem nên ở lại làm việc với chúng tôi, cùng nhau chia sẻ có gì ăn nấy, hoặc các anh cứ ra đi nếu muốn. Ngài An Tim, ngài tốt quá. Tôi thật có lỗi với ngài. Tôi sẽ hoàn lương, ở lại đây giúp ngài làm việc. Thế là Hải Thích Khách và đồng bọn cùng An Tim ở lại trên đảo. An Tim dạy họ làm nhà, trồng trọt. Ruộng đất của họ ngày càng phì nhiêu xanh tốt, dưa càng lúc càng nhiều, chất đầy trong những chòi lá. Giờ chúng ta đã thu hoạch được nhiều, cần nghĩ cách đưa vào đất liền. Ta muốn mọi người cùng được biết đến loại dưa ngon này. Cũng may là nó nổi lên, không thì phí mất một quả to rồi. Dạ, cháu xin lỗi chú. Hai chú cháu có chuyện gì vậy? Thưa cha, con lỡ làm rớt một trái dưa xuống giếng. May mà có chú Hải Tạc vớt được. Con phải cẩn thận. Anh đừng trách cháu còn nhỏ. Cũng may trái dưa này nổi lên, nên tôi dễ dàng vớt lên được. Anh nói là trái dưa nổi lên. À, có cách rồi, có cách rồi. An Tim thả những trái dưa trôi trên biển, hy vọng chúng sẽ vào đất liền. Bệ hạ, xin chờ thần giới, xin đừng tức giận mà hại cho sức khỏe. Người đó, làm sao mà kênh dẫn nước lại làm ngập cả ruộng, cả nhà của người dân? Người làm ăn như vậy hả? Thần cũng không hiểu sao, đã tính toán kỹ cả rồi. Ngày trước, Mai An Tim làm việc gì cũng chu toàn cả. Không biết An Tim ngoài đảo thế nào rồi. Dạ bẩm, thần đã cho người ra đảo thăm dò, nhưng không thấy ai hết. Có lẽ hắn đã chết rồi ạ. Chết rồi sao? An Tim huynh, tôi đã quay trở lại đây. À, huynh đã trở về. Huynh có khỏe không? Tốt lắm, tôi đã đưa thư cho mẹ huynh, bà ấy vẫn khỏe và được nhà vua chu cấp đầy đủ, không lo gì cả. Tốt quá, cảm ơn huynh. Nhà vua thật tốt, lẽ nào ngài ấy đã tha tội cho tôi? Huynh có đưa thư được cho ngài ấy không? Xin lỗi An Tim huynh, tôi không gặp được nhà vua, lá thư đã bị quan Lễ Hùng lấy mất rồi. Hả? Bị lấy mất rồi sao? Thì ra là vậy. Quan Lễ Hùng quả là gian xảo. Lúc nãy ta đã muốn hỏi huynh, thì ra trái kỳ lạ này là ở chỗ huynh sao? Đúng vậy, tôi gọi đây là dưa đỏ, rất ngon, mát và ngọt. Mời huynh vào nhà nếm thử. Thì ra đây là dưa đỏ, đây là trái cây bán chạy nhất trong đất liền á. Ai ai cũng muốn mua, bán bao nhiêu cũng hết. Thật sao? Huynh có muốn lấy hàng chỗ tôi đang bán không? Chúng tôi trúng mùa, thu hoạch được đây khó đấy này. Tốt quá, vậy tôi sẽ đem hết quần áo, thuốc men trên thuyền cho huynh.
đổi lại dưa này, đợi tôi về đất liền bán hết sẽ chia cho huynh một nửa lợi nhuận, có được không? Nào nào, huynh bình tĩnh, cùng vào trong nhà uống miếng nước, ăn miếng dưa chúng ta cùng bàn. Thì ra câu chuyện của các huynh là như vậy. Được, tôi sẽ ráng hết sức giúp các huynh. Xin làm phiền huynh, kế hoạch này khá mạo hiểm, huynh phải cẩn thận đó. Muốn tâu bệ hạ, có một người buôn bán xa muốn diện kiến bệ hạ để dâng lễ vật ạ. Thôi, ta đang buồn phiền chuyện đê điều, để sau hẳn gặp. Dạ tâu bệ hạ, lần trước bệ hạ đã sai thần tìm hiểu về giống quả trôi trên biển, nay thương nhân này là người mua tại nơi trồng luôn ạ. Vậy sao? Thôi được, cho hắn vào triều kiến. Tâu bệ hạ, thần là thương nhân đi buôn trên biển nước mình. Được biết bệ hạ có ý muốn tìm hiểu loại dưa đỏ đang được ưa chuộng, nên hôm nay thần đến xin diện kiến đức vua và dâng tặng bệ hạ ít dưa ạ. Dưa đỏ à? Dưa An Tiêm, ta có nhìn lầm không? Muôn tàu đúng vậy, chính tay người trồng đã khác đấy ạ. Quan Lễ Hùng, ngươi nói xem, sao ngươi nói An Tiêm đã chết? Dạ thần, thần chỉ nghe nói thôi ạ. Với lại lúc nãy thần xem đâu hề có khắc chữ gì, hẳn là chúng đặt chuyện mới thêm vô đây thôi. Tâu bệ hạ, để được vào đây ý kiến người, chúng thần phải tặng vàng bạc cho Quan Lễ Hùng đây, và còn phải biếu dưa. Sợ Quan Lễ Hùng biết, nên thần đã gửi tặng quan những trái dưa không có khắc tên ạ. Nhà ngươi dám nhận hối lộ, bắt chẹt tiểu thương à? Thần không dám, trót phạm lần đầu, xin bệ hạ tha tội. Tâu bệ hạ, đây không phải là lần đầu Quan Lễ Hùng bắt chẹt đâu ạ. Thần xin được làm chứng. Bẩm bệ hạ, thần chính là tay sai năm xưa của Quan Lễ Hùng, đã giúp ông ấy lừa An Tiêm, là ngọc bội của vua, là quà hối lộ để An Tiêm phạm thượng đến bệ hạ đó ạ. Người đâu, mau mau đưa Mai An Tiêm về cho ta. Còn ngươi, từ nay sẽ ra đó trồng dưa thay cho Mai An Tiêm. Trời ơi, tôi chết thần rồi, bệ hạ ơi, thần biết lỗi rồi. Còn ngươi đã biết hoàn lương, lại còn giúp đỡ An Tiêm, ta chỉ phạt ngươi phải lao động công ích, giúp dân ta trồng dưa trong đất liền thôi. Đội ơn bệ hạ. An Tiêm, ngươi được về nhà rồi, bệ hạ đã tha tội cho ngươi, còn ta, giờ ta phải làm sao đây? Ta chết mất. Không sao đâu, ta đã để sẵn lúa gạo và rất nhiều dưa, có nhà cửa và giếng nước nữa, người cứ tiếp tục trồng trọt là được.